Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 141, các người chết chắc rồi. Câu nói này đã cắt đứt hoàn toàn tình chị em giữa Khương Vi Nhan và Ninh Kỳ Nhi, mối quan hệ của bọn họ đã chấm dứt hẳn vào tối nay, ở tại đây. Đôi mắt Khương Vi Nhan đầy vẻ không cam lòng và tủi nhục, cô nhìn Ninh Kỳ Nhi khí thế vênh váo và lạnh lùng trước mặt, hỏi tại sao? Tại sao trước kia cô lại làm vậy với tôi? Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao? Ha ha! Ninh Kỳ Nhi cười khẽ, khinh miệt nói, bạn thân. Khương Vi Nhan, cô ngu thật hay đang giả ngu vậy? Tại sao tôi phải trở thành bạn thân của một kẻ như cô chứ? Vì cô, mà tôi ở bên cạnh cô chỉ là phông nền không thể tỏa sáng. Vì cô, mà ánh mắt của bao nhiêu thiếu gia nhà giàu đều đổ dồn vào cô. Vì cô, mà Ninh Kỳ Nhi tôi mãi không có ngày nổi bật. Nếu đã vậy thì tôi phải hủy hoại cô thôi. Tôi phải hủy hoại cô trước mặt tất cả mọi người Tu Hà. Khương Vi Nhan, chắc không phải đến bây giờ cô vẫn nhớ đến tình chị em của chúng ta đấy chứ. Nực cười, trong mắt Ninh Kỳ Nhi tôi, Khương Vi Nhan cô là một tiện nhân. Cô mãi mãi không xứng trở thành chị em với tôi. Hôm nay, tôi đến đây là muốn sỉ nhục cô, tôi muốn nói cho cô biết, tôi chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống con chó hoang Tiêu Chính Văn kia. Tôi nhất định sẽ bắt anh ta quỳ xuống, xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người. Tôi muốn anh ta sống không bằng chết. Đương nhiên, tôi còn muốn anh ta tận mắt chứng kiến tôi hủy hoại cô vào bữa tiệc tháng sau. Chẳng phải anh ta yêu cô sao? Vậy thì tôi sẽ khiến anh ta phải đau khổ gấp bội. Ninh Kỳ Nhi nói xong, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Khương Vi Nhan lắc đầu, cô cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Ninh Kỳ Nhi đã thay đổi, cô ta điên rồi, cô ta bây giờ đáng sợ chẳng khác gì ác ma. Tôi muốn đi, Khương Vi Nhan biết cô không thể ở lại nữa. Cô muốn chạy trốn, muốn rời khỏi phòng bao này. Nhưng, bất kể cô kéo thế nào thì cánh cửa phòng bao cũng không mở được. Ha ha, bây giờ muốn đi thì muộn rồi. Ninh Kỳ Nhi ngồi xuống, vẻ mặt lạnh tanh, nói, ngoài kia là người của tôi, nếu tối nay cô không quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi còn lâu mới để cô đi. Lúc này, Ninh Kỳ Nhi thực sự vô cùng cay nghiệt và độc ác. Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đứng ở bên cạnh, không dám ho he. Khương Vi Nhan, cô còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi tiểu thư Ninh đi. Cô đừng quên, tối nay cô đến là để cầu xin. Đừng có giở trò với tôi, Khương Mỹ Nghiên đứng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nói. Em sẽ không quỳ trước cô ta đâu. Cô ta chính là kẻ đầu sỏ hại em thành thế này. Chị Mỹ Nghiên, chị muốn em quỳ xuống xin lỗi cô ta sao? Em đã làm sai gì chứ? Khương Vi Nhan nước mắt giàn giụa. Trong lòng cảm thấy rất uất ức. Khương Mỹ Nghiên cũng chẳng thèm quan tâm, nếu như đắc tội Ninh Kỳ Nhi, đừng nói là Khương Vi Nhan, có khi còn liên lụy đến cả nhà họ Khương. Thế là, cô ta bước tới, tức giận tát cho Khương Vi Nhan một cái, chỉ vào mặt cô mắng mỏ cô làm loạn đấy à? Tôi là chị họ cô, tôi nói mà cô không dám nghe sao? Cô muốn đắc tội tiểu thư Ninh, đắc tội nhà họ Ninh sao? Còn không mau quỳ xuống. Khương Mỹ Nghiên độc ác nói, bàn tay ấn lên vai Khương Vi Nhan, nhưng Khương Vi Nhan nhất quyết không quỳ. Khương Mỹ Nghiên cuống hết cả lên, gào lên với Ngô Khoan Nghiệp, Ngô Khoan Nghiệp. Anh còn đứng đó làm gì, mau qua giúp đi. Ngô Khoan Nghiệp cũng vội vàng bước tới, tóm lấy Khương Vi Nhan, muốn ép cô quỳ xuống. Khương Vi Nhan giãy giụa, gào khóc không, tôi không quỳ, tôi muốn về nhà, Tiêu Chính Văn, hu hu hu. Nhưng bất kể Khương Vi Nhan giãy giụa kiểu gì cũng vô ích. Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng quát, một người vào đây. Cửa phòng bao lập tức mở ra, một tên lính Ninh Kỳ Nhi dẫn tới bước vào. Đánh cho tôi, đánh đến khi nào cô ta quỳ xuống mới thôi, Ninh Kỳ Nhi nói. Tên lính kia quay người, bước thẳng tới trước mặt Khương Vi Nhan đang bị Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp giữ chặt, giơ tay tát một cái. Bốp, cái tát này khiến môi Khương Vi Nhan bật máu. Tóc cũng rối tung lên. Cô có quỷ không? Ninh Kỳ Nhi quát hỏi. Khương Vi Nhan hất cằm lên, mái tóc che mất nửa khuôn mặt, vành mắt đỏ hoe đầy nước mắt, nhưng vẻ mặt cô vẫn quật cường, nhổ một ngụm máu trong miệng ra, nói, Ninh Kỳ Nhi, cô mơ đi. Đánh, đánh tiếp cho tôi, Ninh Kỳ Nhi nổi điên nói. Bốp, bốp. Sau đó, tên lính kia tát Khương Vi Nhan liên tiếp mấy cái chan chát. Mấy cái tát này khiến miệng Khương Vi Nhan toàn là máu. Gò má cũng sưng vù lên. Cuối cùng,
Ninh Kỳ Nhi sốt ruột, chỉ vào Khương Vi Nhan, giận dữ gầm lên, bắt cô ta quỳ xuống cho tôi. Tên lính kia nghe thấy vậy, tiến lên một bước, đá mạnh vào đầu gối Khương Vi Nhan, phịch một tiếng, Khương Vi Nhan lập tức quỳ xuống đất, vẻ mặt vô cùng không cam lòng. Ninh Kỳ Nhi thấy vậy liền bước tới, đứng nhìn xuống Khương Vi Nhan đang quỳ trước mặt mình, hai tay khoanh trước ngực, cười khẩy nói, Khương Vi Nhan, cô đang làm gì thế? Sao lại quỳ xuống vậy? Khương Vi Nhan ngẩng đầu, nhổ một bãi nước bọt, nói, Ninh Kỳ Nhi, Tiêu Chính Văn sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cả nhà họ Ninh nữa. Bốp! Ninh Kỳ Nhi vung tay tát một cái, nổi giận nói, cô còn dám uy hiếp tôi cơ à? Một con chó hoang như anh ta mà có thể đối phó với nhà họ Ninh tôi sao? Tháng sau anh tôi đã là thiếu tá rồi. Ở Tu Hà này, còn ai dám chống lại? Cô đừng quên, tối nay cô đến là để cầu xin. Bây giờ cô dập đầu ba cái với tôi thì tôi sẽ tha cho cô. Đừng hòng, Khương Vi Nhan giận dữ quát. Cô biết Ninh Kỳ Nhi chỉ muốn sỉ nhục mình. Vẫn còn cứng miệng, được lắm, ba người đánh cho tôi đi. Đánh đến khi nào cô ta chịu thì thôi. Tôi không tin không xử lý được con tiện nhân này, Ninh Kỳ Nhi nổi giận nói, chỉ vào tên lính kia, cùng với Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp. Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp không dám ra tay, dù gì Khương Vi Nhan cũng là em họ của Khương Mỹ Nghiên, Khương Mỹ Nghiên dù hận cô đến đâu cũng không thể ra tay độc ác vào lúc này được. Ngô Khoan Nghiệp lại càng không thể, tốt xấu gì Khương Vi Nhan hiện giờ cũng hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, nếu đắc tội cô, có khi còn đắc tội với cả tập đoàn Lợi Dân phía sau nữa. Tiểu thư Ninh, bây giờ cô ta đang hợp tác với tập đoàn Lợi Dân đấy, đằng sau tập đoàn Lợi Dân là thiếu tá Hàn Lợi Dân, hay là chúng ta bỏ qua đi, thế là được rồi. Ngô Khoan Nghiệp cúi người, trán túa mồ hôi lạnh, nhắc nhở Ninh Kỳ Nhi. Hừ, các anh sợ gì chứ? Cũng chỉ là tập đoàn Lợi Dân, Hàn Lợi Dân là cái thá gì chứ, tôi không thèm sợ. Anh tôi là Ninh Dương. Tháng sau cũng ngang hàng với anh ta rồi, Ninh Kỳ Nhi ngang ngược nói, chẳng thèm coi Hàn Lợi Dân ra gì. Thấy hai người bọn họ không dám ra tay, Ninh Kỳ Nhi cũng không ép, cô ta ra lệnh với tên lính, anh đánh đi. Vâng, thưa tiểu thư, tên lính kia lập tức rút thắt lưng ra, đét một tiếng, phát ra tiếng kêu chói tai trong không khí, rồi đánh mạnh lên vai Khương Vi Nhan. A! À, khoảnh khắc đó, Khương Vi Nhan đau đớn, hét lên thảm thiết. Cả người cũng ngã gục xuống. Nhưng thắt lưng ra trong tay tên lính kia không hề dừng lại, lại đét một tiếng nữa, đánh mạnh vào lưng Khương Vi Nhan, lập tức khiến lưng cô xuất hiện vết máu. Khương Vi Nhan nghiến chặt răng, cắn rách cả môi, không kêu lên tiếng nào. Ánh mắt cô lạnh lùng, giận dữ nhìn chằm chằm Ninh Kỳ Nhi đang đứng trên cao nhìn xuống, cố thốt lên, chồng tôi, sẽ không bỏ qua cho cô đâu, vẫn còn cứng mỏ, đánh tiếp. Đánh chết cho tôi, Ninh Kỳ Nhi nổi giận đùng đùng. Đét đét, tên lính kia lại quất liên tiếp mấy cái nữa, khiến Khương Vi Nhan gần như sắp ngất. Lúc này, hai mắt Khương Vi Nhan mở đi, trong đầu cô chỉ nghĩ tới Tiêu Chính Văn, lẩm bẩm Tiêu Chính Văn, em xin lỗi, em không giúp được anh, đến tận lúc này, Khương Vi Nhan lương thiện vẫn đang tự trách mình. Đánh đi, đánh tiếp cho tôi, Ninh Kỳ Nhi giận dữ gầm lên. Chiếc thắt lưng da của tên lính kia giơ cao lên rồi lại quất xuống. Nếu lần này bị quất trúng, e là Khương Vi Nhan sẽ bị đánh chết luôn tại chỗ. Nhưng, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng bao bị đạp mạnh ra. Tên lính còn lại ở ngoài cửa lập tức bị đá bay vào, ngã mạnh xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề. Còn ở ngoài cửa, một người đàn ông ngập tràn sát khí, hai mắt đỏ ngầu như thần chết, nổi giận gầm lên, Ninh Kỳ Nhi, cô chết chắc rồi. Chương 142, Tiêu Chính Văn nổi giận. Khắp người Tiêu Chính Văn toát ra sát khí ngập trời, bước từng bước vào phòng bao tựa như thần chết. Tên bảo vệ kia vừa nãy còn đang đánh Khương Vi Nhan, lúc này nhìn thấy có người xông vào thì nhanh chóng rút dao bên hông ra. Nhưng, tốc độ của Tiêu Chính Văn vô cùng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt tên bảo vệ, bàn tay như kìm sắt bóp chặt cổ tay hắn, trong ánh mắt lạnh giá khát máu bắn ra sát khí rét thấu xương. Răng rắc, tiếng vang lanh lảnh của xương cổ tay nứt ra, vang khắp phòng bao. Tiêu Chính Văn bẻ gãy cổ tay của tên bảo vệ, nhấc chân đá mạnh vào người hắn. Ầm, cú đá vào lồng ngực tên bảo vệ, thẳng chân đạp gãy toàn bộ xương ở lồng ngực. Tên bảo vệ giống như đạn pháo bùng nổ, vang dội một tiếng rồi bay ra ngoài, đập mạnh nát cả cửa sổ, ngã thẳng từ cửa sổ xuống,
sau đó nghe thấy một tiếng ầm và tiếng kêu to của xe hơi. Cùng lúc, dưới lầu dẫn đến cuộc hỗn loạn cực lớn. Mà lúc này, bầu không khí trong phòng bao lạnh lẽo đến cực điểm. Tiêu Chính Văn đi về phía Khương Vi Nhan, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm Khương Vi Nhan từ dưới đất lên, nhìn vết thương đầy mặt cô và vết máu bị đánh bởi dây nịt ra trên người, toàn thân tựa như đắm chìm trong lửa giận ngút trời. Vi Nhan, xin lỗi, anh đến trễ rồi, Tiêu Chính Văn dịu dàng nói, sát khí trên người đã hóa thành tự trách và yêu thương vô tận. Khương Vi Nhan dựa vào ngực Tiêu Chính Văn, hai mắt mơ hồ, hơi thở yếu ớt, nói, xin lỗi, Tiêu Chính Văn, em không thể giúp anh, xin lỗi, đến giờ phút này, người Khương Vi Nhan nghĩ đến vẫn là Tiêu Chính Văn. Hai mắt Tiêu Chính Văn mơ hồ, đứng dậy, ôm Khương Vi Nhan sang một phòng khác. Sau đó, anh như hóa thành tu la, lần nữa xuất hiện trong phòng bao. Khoảnh khắc đó, trời đất giống như đều bị sát khí trên người Tiêu Chính Văn bao phủ. Hai mắt của anh hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, hai tay siết chặt thành hai nắm đấm. Lúc này Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp trong phòng bao sớm đã bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, nhưng hai người bọn họ trốn phía sau Ninh Kỳ Nhi, dường như vẫn có chút sức lực, chỉ vào Tiêu Chính Văn sát khí khủng khiếp khắp người kia, la ầm lên, Tiêu Chính Văn, anh muốn làm gì? Tôi nói anh biết, anh đừng có làm càn, ở đây là nhà hàng Phượng Hoàng đấy, tiểu thư Ninh là em ruột của đại úy Ninh Dương, tháng sau đại úy Ninh Dương sẽ thăng chức thiếu tá, nếu bây giờ anh làm bậy, chính là hoàn toàn đắc tội với đại úy Ninh Dương, đến lúc đó, không chỉ là anh gặp phiền phức, mà Khương Vi Nhan cũng sẽ gặp rắc rối, thậm chí sẽ liên lụy cả nhà họ Khương. Đúng đúng đúng, Tiêu Chính Văn, tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm bậy, chuyện vừa nãy, đều là hiểu lầm, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Ngô Khoan Nghiệp nói theo, trán đã toát đầy mồ hôi lạnh. Không còn cách nào khác, Tiêu Chính Văn bây giờ chỉ đứng ở đó thì cũng đủ dọa người rồi. Nhất là cặp mắt hiện ra sát khí kia, thật sự quá mạnh. Từ trước đến nay Ngô Khoan Nghiệp chưa từng gặp ai mà trên người có sát khí mãnh liệt như vậy. Ninh Kỳ Nhi không sợ, lúc này vẫn còn dáng vẻ cao ngạo xa cách, những đôi mày lá liễu, nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn xem thường, nói, ha ha, thế nào? Lẽ nào anh còn muốn ra tay với tôi? Tiêu Chính Văn, tôi khuyên anh tốt nhất suy nghĩ kỹ vào, hậu quả ra tay với tôi là gì? Thật lòng nói anh biết, không có hiểu lầm gì cả, chỉ là anh tôi cố ý đánh cô ta, tôi muốn đánh chết con đàn bà đê hèn đó, để anh tận mắt thấy, kết cục của việc đắc tội Ninh Kỳ Nhi tôi là thế nào? Ninh Kỳ Nhi, cô đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi. Vốn dĩ, tôi không muốn giải quyết chuyện nhà họ Ninh các cô sớm như vậy. Nhưng hành động của cô tối nay đã kéo cô và cả nhà họ Ninh xuống vực sâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng, chân mày nhíu chặt, khiến người khác kinh hãi. Lộc cộc, anh bước từng bước về phía Ninh Kỳ Nhi, tựa như thần chết dáng thế. Khoảnh khắc đó, Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đều hoảng sợ, duy chỉ có Ninh Kỳ Nhi vẫn không nhận ra, nhìn Tiêu Chính Văn đi về phía mình thì quát to khiêu khích, nực cười. Chỉ dựa vào một con chó hoang như anh. Cũng muốn kéo nhà họ Ninh xuống vực sâu. Tôi thấy, bốp. Ninh Kỳ Nhi chưa dứt lời, bàn tay Tiêu Chính Văn như quạt lá, tát mạnh vào mặt Ninh Kỳ Nhi. Cái tát này vang ngút trời khiến Ninh Kỳ Nhi lảo đảo mấy bước tại chỗ, bên tai ong ong không ngừng, khóe miệng còn rướm máu tươi. Phù phù. Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp đều thấy ớn lạnh, hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng nhìn thấy trước mắt. Anh ta, Tiêu Chính Văn lại thật sự dám ra tay với Ninh Kỳ Nhi. Điên rồi. Anh nhất định là điên rồi. Tiêu Chính Văn, anh điên rồi, anh lại dám ra tay với tiểu thư Ninh sao? Anh có biết anh làm như vậy chính là quyết một trận sống còn với đại úy Ninh Dương không? Khương Mỹ Nghiên sốt ruột, lớn tiếng chửi mắng Tiêu Chính Văn. Ngô Khoan Nghiệp vội vã lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Ninh Dương. Mà lúc này Ninh Kỳ Nhi che gò má nóng hừng hực của mình, trong hốc mắt chứa đầy vẻ căm hận, gắt gao nhìn chăm chăm Tiêu Chính Văn, quát lớn, anh dám đánh tôi. Anh lại dám đánh tôi ư? Tiêu Chính Văn, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có ai dám đánh tôi. Anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Tôi nhất định sẽ bảo anh tôi tận tay giết anh. Con đàn bà đê tiện Khương Vi Nhan kia, tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Còn con gái của anh, tên là Nana đúng không? Tôi phải để bọn ăn mày sỉ nhục vợ anh, để bọn buôn người đưa con gái anh đi ngay trước mặt anh, tôi muốn anh tuyệt vọng mà chết.
Ninh Kỳ Nhi thẹn quá hóa giận. Cô ta hoàn toàn không dám tin, Tiêu Chính Văn dựa vào đâu mà đánh cô ta. Mà ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng nghiêm nghị, bước lên đạp một phát nặng nề lên bụng Ninh Kỳ Nhi, khiến cô ta ngã xuống đất. Trong nháy mắt, cả phòng bao đều chết lặng. Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp xông lên, bảo vệ Ninh Kỳ Nhi, gào thét với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn. Anh điên rồi, anh làm vậy là đưa mình và Khương Vi Nhan vào địa ngục đấy. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn khom người, nhặt dây nịt ra dính máu dưới đất lên, nhìn vết máu phía trên, cơn giận trong mắt càng tăng thêm. Tránh ra, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói một câu. Ngô Khoan Nghiệp còn muốn làm sứ giả bảo vệ người đẹp, nhưng bị Tiêu Chính Văn thẳng chân đá bay ra ngoài, lúc đó Khương Mỹ Nghiên bị dọa sợ bỏ chạy. Sau đó, Tiêu Chính Văn cầm dây nịt ra dính máu trong tay, nói với Ninh Kỳ Nhi đang che bụng, mặt đầy vẻ đau khổ trên mặt đất, mọi chuyện, đều là cô gieo gió gặt bão mà thôi. Mọi thứ cô làm với Khương Vi Nhan tối nay, tôi sẽ trả lại cô gấp đôi. Tôi muốn Ninh Kỳ Nhi cô nhớ cả đời, người phụ nữ của Tiêu Chính Văn tôi, cô không đụng vào được. Dứt lời, dây nịt ra trong tay Tiêu Chính Văn giơ cao lên, quất xuống phía Ninh Kỳ Nhi. Nhưng, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân này là tiếng lộc cộc do giày lính dẫm trên gạch phát ra, âm thanh vang dội, khí thế hừng hực khiến người ta hoảng sợ. Tiêu Chính Văn, mày dám động vào em gái tao, tao phải giết cả nhà mày. Âm thanh giận dữ truyền đến từ cửa phòng bao. Theo sau đó là một đội binh lính võ trang đầy đủ xông vào phòng bao, người dẫn đầu là Ninh Dương, toàn thân lạnh lẽo, mặc quân phục, bên hông dắt súng. Chương 143, một ngày. Cùng lúc đó, ba chiếc xe quân sự đã tập kết dưới cửa nhà hàng Phượng Hoàng. Từng binh lính vũ trang đầy đủ lần lượt nhảy xuống xe, bọn họ nhanh chóng phong tỏa toàn bộ cửa ra vào nhà hàng, khách khứa bên trong cũng được mời hết ra ngoài. Ngay cả ông chủ của nhà hàng Phượng Hoàng cũng bị mời ra ngoài, vẻ mặt lo lắng đứng cùng đám khách. Lúc này, xung quanh phòng bao đã bị binh lính mà Ninh Dương dẫn đến bao vây toàn bộ. Ninh Dương dẫm lên đôi ủng màu đen, gương mặt lạnh lùng, đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, liếc Ninh Kỳ Nhi dưới đất, hai mắt lộ ra vẻ lạnh tanh, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn rồi nói, mày muốn chết. Tiêu Chính Văn xoay người, chố mắt nhìn Ninh Dương, tầm mắt bắn ra tia lửa. Anh nói với Ninh Dương, hôm nay, tôi chỉ dạy dỗ em gái anh, nếu anh dám cả gan xen vào, tôi cũng không ngại dạy dỗ cả anh luôn đâu. Nghe vậy, khóe miệng Ninh Dương khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khẩy. Lạch cạch, bỗng chốc, anh ta rút súng lục từ thắt lưng ra, chĩa thẳng vào giữa hai chân mày Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói Tiêu Chính Văn. Mày ra tay đánh em gái và binh lính của tao, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, bây giờ tao có thể giết mày luôn. Mày tin không? Tiêu Chính Văn nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, nói, phàm là kẻ nào chĩa súng vào tôi, đều đã chết rồi. Câu nói này tuy ngắn gọn, nhưng lại khiến không khí trong phòng bao trở nên hết sức căng thẳng. Chủ soái Bắc Lương lại bị kẻ khác chĩa súng vào đầu. Chuyện này mà để đám người bên trên biết được, trời sập là cái chắc. Ninh Dương nhíu mày, sát khí trong mắt càng lúc càng đậm. Lúc này Ninh Kỳ Nhi mới bỏ dậy từ trên mặt đất, chỉ vào Tiêu Chính Văn, hét lên với Ninh Dương, anh. Giết anh ta, giết tên này đi, anh ta dám ra tay đánh em muốn anh nổ súng giết anh ta. Ninh Dương muốn bóp cò nhưng anh ta không thể, bằng không sẽ chuốc lấy phiền phức không đáng có. Tiêu Chính Văn nhận ra Ninh Dương đang do dự, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, nói, nổ súng đi. Ninh Dương nghe vậy. Tức giận hét lên, mày nghĩ tao không dám à? Nói xong, tay Ninh Dương chuẩn bị bóp cò. Nhưng đúng lúc này, một binh lính đột nhiên xông ra, nói nhỏ vào tai Ninh Dương, đại úy, thiếu tá Hàn Lợi Dân dẫn người đến rồi. Ninh Dương nghe xong, lông mày nhíu chặt, lạnh lùng hỏi, sao anh ta lại đến đây? Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang vọng từ ngoài phòng bao truyền vào, từng đội lính vũ trang lại xông vào. Dẫn đầu là Hàn Lợi Dân. Cả người tràn ngập vẻ lạnh lùng. Lúc này, hai mắt anh ta lạnh như băng, bước thẳng vào phòng bao, trầm giọng quát, Ninh Dương. Cậu không coi Hàn Lợi Dân tôi ra gì đấy hả? Ở địa bàn của tôi mà lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, cậu muốn làm gì? Hàn Lợi Dân chất vấn, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Ninh Dương quay người lại, cau mày nhìn Hàn Lợi Dân, nói, thiếu tá Hàn,
một cấp dưới và em gái của tôi bị hắn đánh trọng thương, lẽ nào tôi không nên quan tâm sao? Hàn Lợi Dân liếc nhìn Tiêu Chính Văn, bất lực thở dài, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, lớn tiếng nói, giờ cậu chỉ là một đại úy. Còn chưa phải thiếu tá, chưa đủ tư cách chất vấn tôi. Bây giờ, tôi ra lệnh cho cậu, bỏ súng xuống, đưa người của cậu rút khỏi đây. Bằng không tôi sẽ bắt cậu về tội vi phạm điều lệ quân đội. Ninh Dương sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ không can tâm, nhưng vẫn bỏ súng xuống, chỉnh lại quân phục và mũ, hành lễ với Hàn Lợi Dân. Sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn Hàn Lợi Dân và Tiêu Chính Văn rồi nói, thiếu tá Hàn, hy vọng tháng sau, anh vẫn có thể bảo vệ hắn. Nói xong, anh ta kéo Ninh Kỳ Nhi, dẫn người đi khỏi phòng bao. Đến tận khi toàn bộ người của Ninh Dương rời đi, Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp vẫn sững sờ tại chỗ. Đây chính là thiếu tá Hàn Lợi Dân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước giờ bọn họ chưa từng gặp. Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp tỏ vẻ nịnh nọt, tươi cười chào hỏi, thiếu tá Hàn, chào anh, tôi là Ngô Khoan Nghiệp, ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị. Tuy nhiên, Hàn Lợi Dân không hề liếc nhìn Ngô Khoan Nghiệp, mà đi thẳng đến trước mặt Tiêu Chính Văn, hỏi, anh Tiêu, anh không sao chứ? Hít! Cảnh tượng này khiến Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên ở phía sau đều choáng váng. Chuyện gì đây? Hàn Lợi Dân lại chủ động hỏi Tiêu Chính Văn có sao không? Tiêu Chính Văn là ai? Không phải anh ta chỉ là con chó hoang thôi sao? Vì sao lại được Hàn Lợi Dân 5 lần 7 lượt giúp đỡ? Ngô Khoan Nghiệp sửng sốt, thầm suy đoán mối liên hệ giữa Hàn Lợi Dân và Tiêu Chính Văn. Nhưng cậu ta nghĩ nát óc cũng không ra. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, anh nhìn thấy hết những biểu cảm kinh ngạc của Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên, chỉ hờ hững nói một câu, tôi không sao, cảm ơn thiếu tá Hàn đã quan tâm. Nói xong, Tiêu Chính Văn nhanh chóng chạy ra ngoài đến phòng bao bên cạnh. Lúc này, Khương Vi Nhan đã khôi phục lại tâm trí, nhìn Tiêu Chính Văn đầy lo lắng và đau lòng chạy vào. Câu đầu tiên cô nói, Tiêu Chính Văn, xin lỗi, là em không tốt, em không thể giúp gì cho anh. Hu hu hu, giây phút đó, trong lòng Tiêu Chính Văn tràn đầy vẻ tự trách, anh đi đến trước mặt Khương Vi Nhan, quỳ một gối xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo đang run rẩy của cô, gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi rồi đáp, không sao, không trách em, anh đưa em đi bệnh viện trước đã. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu. Sau đó Tiêu Chính Văn bế Khương Vi Nhan lên khỏi ghế sofa. Giờ phút này, trái tim Khương Vi Nhan đập thình thịch, hai má ửng hồng, hai tay vội choàng qua cổ Tiêu Chính Văn, ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng sau đó lại dựa sát vào vòng tay ấm áp của Tiêu Chính Văn. Tiếp đó, Tiêu Chính Văn cứ ôm Khương Vi Nhan như vậy, đi ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài nhà hàng, binh lính do Hàn Lợi Dân dẫn đến, duy trì trật tự hiện trường. Phía sau nhóm binh lính là đám khách khứa đang thi nhau vươn cổ hóng hớt. Khi thấy Tiêu Chính Văn bế Khương Vi Nhan từ trong nhà hàng đi ra, bọn họ liền lấy điện thoại ra thi nhau quay chụp, đồng thời bàn luận sôi nổi. Trước sự chú ý của biết bao người, Tiêu Chính Văn bế thẳng Khương Vi Nhan lên xe jeep quân sự, sau đó tự mình lái xe đến bệnh viện. Bởi vì lần này vết thương của Khương Vi Nhan khá nghiêm trọng, phải nằm viện theo dõi mấy ngày, vì vậy, mấy ngày sau đó, Tiêu Chính Văn luôn chạy qua lại hai nơi. Hôm nay, Tiêu Chính Văn mang canh gà hầm đến phòng bệnh, còn chưa bước vào đã nghe tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra. Khương Vi Nhan ơi Khương Vi Nhan à, cậu có biết lần này Tiêu Chính Văn gây chuyện lớn đến thế nào không? Cậu ta lại dám đánh Ninh Kỳ Nhi, đó là em gái ruột của đại úy Ninh Dương đấy. Tháng sau Ninh Dương lên làm thiếu tá rồi. Giờ thì hay, Ninh Dương triệu tập một cuộc họp gia tộc của nhà họ Ninh. Tuyên bố với bên ngoài, ai dám hợp tác với nhà họ Khương chính là đối đầu với nhà họ Ninh. Bây giờ công ty loạn lắm rồi, hơn 10 đối tác đều chấm dứt hợp đồng với nhà họ Khương. Là giọng của Khương Học Bác, nghe có vẻ khá sốt ruột. Cô là đồ sao chổi, hôm nay dù thế nào cũng phải trói Tiêu Chính Văn đưa đến nhà họ Ninh. Nếu cậu ta không đi, cả nhà chúng ta coi như xong. Lão gia đã ra tử lệnh rồi. Không giải quyết được chuyện này sẽ đuổi cả nhà chúng ta đi. Tôi đúng là bị cô làm cho tức chết mất. Từ Phân mắng chửi, rõ ràng là vô cùng phẫn nộ. Khương Vi Nhan, chị mau gọi Tiêu Chính Văn qua đây, chúng tôi đưa anh ta đến nhà họ Ninh xin lỗi. Cho dù chị không nghĩ cho chúng tôi thì cũng phải nghĩ cho Na Na chứ, Khương Thần đồng tình, thái độ rất cương quyết. Lúc này,
Tiêu Chính Văn mang theo hộp canh gà đi vào, thản nhiên nói một câu, chuyện hợp tác làm ăn, để tôi xử lý, trong vòng một ngày, tôi sẽ tìm đủ đối tác về cho nhà họ Khương. Chương 144, nhà họ Khương thảo luận ý kiến. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn dửng dưng bước tới, vẻ mặt Từ Phân ngập tràn phẫn nộ, quát, khi nãy mày nói cái gì? Để mày giải quyết à? Còn giải quyết chỉ trong một ngày. Tiêu Chính Văn mày không nói thì cũng không ai bảo mày câm đâu. Đúng đấy, Tiêu Chính Văn anh đồ vô dụng không biết làm gì, chỉ có chút võ mèo, còn muốn kêu gọi vốn đầu tư cho nhà họ Khương sao? Anh còn không tự mình tè ra mà soi xem bản thân anh là cái thứ gì, Khương Thần nóng nảy tiếp lời. Trong lòng cậu ta cực kỳ khó chịu, nếu như vì chuyện Tiêu Chính Văn đánh Ninh Kỳ Nhi, mà hại cậu ta bị đuổi khỏi nhà họ Khương, thì sau này cậu ta phải sống thế nào đây? Lúc này Khương Học Bác thấy Tiêu Chính Văn ngồi trước giường bệnh của Khương Vi Nhan, đang cẩn thận múc thêm một chén cháo gà cho Khương Vi Nhan, ông ta đanh mặt nói cậu có thể giải quyết như thế nào? Nghe thấy lời này, Từ Phân và Khương Thần đều sôi cả ruột gan, kéo lấy cánh tay của Khương Học Bác hét lên, Khương Học Bác. Ông điên à, ông thế mà lại tin vào lời của con chó hoang này sao? Tiếp đó, Từ Phân quay đầu lại mặt đỏ tía tai nhìn Tiêu Chính Văn đay nghiến quát, tao nói cho mày biết Tiêu Chính Văn, hôm nay bất kể ra sao mày cũng phải đi theo bọn tao đến xin lỗi nhà họ Ninh. Chẳng phải mày nói muốn bảo vệ cho con gái của tao sao? Được thôi. Vì Nana và Khương Vi Nhan, mày là một thằng đàn ông thì không phải nên gánh vác hậu quả từ những hành động lỗ mãng của mày sao? Lúc này Khương Vi Nhan cau mày nói, mẹ, Tiêu Chính Văn không làm gì sai cả, tại Ninh Kỳ Nhi gây sự trước, cũng không phải là mọi người không biết, dựa vào đâu mà bắt Tiêu Chính Văn đến nhà họ Ninh nhận lỗi chứ? Khương Vi Nhan tỏ ý bao che, dù gì Tiêu Chính Văn cũng không làm gì sai, huống hồ Tiêu Chính Văn làm thế cũng chỉ để bảo vệ cho cô mà thôi. Từ Phân tức điên, chống nạnh, tay chỉ thẳng Khương Vi Nhan, trán toát đầy mồ hôi, quát ầm lên, Khương Vi Nhan. Cô điên rồi, bây giờ cô lại bao che cho đồ vô dụng này. Cô có biết bây giờ nhà họ Khương phải đối mặt với chuyện gì không? Ông cụ Khương cũng nổi điên lên rồi, ông ấy đã ra lệnh nếu trong vòng 3 ngày không giải quyết xong chuyện này thì cả nhà chúng ta sẽ bị đuổi đi. Nói đến đây Từ Phân bắt đầu ngồi phịch xuống khóc toáng lên tay chân quơ quào loạn xạ. Khương Vi Nhan thấy thế cũng bất lực, nhìn sang Tiêu Chính Văn nhỏ giọng nói, xin lỗi, em cũng không biết làm sao nữa, Tiêu Chính Văn mỉm cười, đặt chén cháo xuống, đứng dậy đối diện với Khương Học Bác nói, cho tôi thời gian một ngày. Khương Học Bác cau mày, ngẫm nghĩ rồi đáp, được, tôi cho cậu một ngày. Trong vòng một ngày nếu giải quyết không xong chuyện này thì cậu nhất định phải cùng tôi đến nhà họ Ninh nhận lỗi. Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý. Rồi nhìn sang Khương Vi Nhan ân cần nói, em ăn hết cháo đi, anh ra ngoài một lát sẽ về ngay. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người rời khỏi bệnh viện. Ra khỏi bệnh viện, anh liền gọi cho Lý Trường Thắng, bình thản nói, tôi sẽ tới đó ngay. Sau đó, anh đón xe đi thẳng đến tập đoàn của Lý Trường Thắng. 10 phút sau, tại văn phòng làm việc của Chủ tịch Lý Trường Thắng trên tầng cao nhất, ông ta đứng khép nép một bên hết sức cung kính với Tiêu Chính Văn đang đứng gần cửa sổ kiểu Pháp trước mặt, kính cẩn nói, ông chủ, đã thông báo rồi, lát nữa sẽ có đại diện các công ty đến công ty của nhà họ Khương để bàn bạc chuyện hợp tác. Tiêu Chính Văn gật đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh đường phố Thu Hà bên ngoài, nói, còn nữa, thay tôi sắp xếp một tập tài liệu về những công ty đang hợp tác với nhà họ Ninh gửi sang cho Long Nhất, anh ấy sẽ biết nên làm gì. Vâng. Ông chủ, Lý Trường Thắng kính cẩn đáp, sau đó do dự hồi lâu mới cất lời, thưa ông chủ, còn một việc muốn xin ý kiến của cậu. Nói đi, Tiêu Chính Văn xoay người lại. Lý Trường Thắng vội vàng nói, có một số đối tác ở tỉnh muốn đến đây khảo sát thị trường, tôi có mở một buổi tiệc, muốn mời ông chủ đến tham dự. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn thấu ý định của Lý Trường Thắng, trầm ngâm chốc lát, anh nói, chỉ lần này thôi, không có lần sau. Vâng vâng vâng. Cảm ơn ông chủ, khuôn mặt Lý Trường Thắng tràn ngập vẻ cảm kích. Vậy đến lúc ấy, tôi sẽ sai người đến đón ông chủ, Lý Trường Thắng nói. Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, không cần, cứ báo địa chỉ, tôi sẽ tự đến. Dứt lời, Tiêu Chính Văn liền rời đi. Cùng lúc đó, tại phòng họp của công ty nhà họ Khương, bầu không khí vô cùng căng thẳng, bí bách. Tất cả lãnh đạo cấp cao và đám họ hàng thân thích nhà họ Khương đều tập hợp tại đây.
bởi vì sự việc này liên quan đến sống chết của cả nhà họ Khương. Ông cụ Khương, nhất định phải bắt trói thằng vô dụng kia đến nhà họ Ninh. Nếu không thì công ty của chúng ta chết chắc rồi. Đúng vậy thưa chủ tịch, bây giờ hơn mười mấy công ty đối tác muốn chấm dứt hợp đồng với công ty chúng ta, cứ tiếp tục thế này công ty của chúng ta sẽ tổn thất mấy chục triệu tệ. Đến khi đó ngày phá sản sẽ không còn xa nữa. Đại úy Ninh Dương đích thân cảnh cáo thì ai dám chống lại chứ? Tất cả những phiền phức này đều là do con ả đê tiện Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn gây nên, nhất định phải giao cả nhà chúng nó cho nhà họ Ninh xử lý. Tất cả mọi người đều bàn tán sôi sục, thái độ thù hằn, ai cũng tán thành việc giao cả nhà ba người Tiêu Chính Văn và Khương Nhan Vi cho nhà họ Ninh xử lý. Khương Thái Sương ngồi trên ghế chủ tịch nhíu mày. Lúc này Khương Mỹ Nghiên còn đứng bật dậy, thêm dầu vào lửa nói, ông nội. Chuyện này không cần phải suy xét nữa. Nhà họ Khương chúng ta không thể đắc tội nhà họ Ninh đâu. Đêm hôm đó cháu cũng ở đấy, Tiêu Chính Văn ra tay với Ninh Kỳ Nhi rất độc ác, hơn nữa còn trực tiếp xảy ra xung đột với đại úy Ninh Dương. Mặc dù không rõ vì sao sau đó thiếu tá Hàn Lợi Dân đến giải quyết sự việc tranh cãi, nhưng từ thái độ của Ninh Dương lúc ấy cho thấy rằng, ba ngày sau chỉ cần anh ta được lên chức thiếu tá thì sẽ bắt đầu trả đũa nhà họ Khương chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có muốn làm gì cũng không kịp nữa rồi. Đúng vậy, bố à, chuyện này tuyệt đối không thể do dự nữa. Khương Văn Kỳ cũng phụ họa theo, ánh mắt nhìn toàn bộ những người có mặt trong phòng nói, từ lúc Tiêu Chính Văn và Khương Nhan Vi về nhà họ Khương chúng ta liền gặp đủ các loại tai bay vạ gió, đa số đều là do bọn nó đem đến. Bọn nó chính là sao chổi của nhà họ Khương chúng ta. Lần này đắc tội nhà họ Ninh là đã bước vào con đường chết. Chúng ta tuyệt đối không thể vì bọn nó mà liên lụy cả nhà họ Khương được. Đúng, đúng vậy. Phó Chủ tịch Khương nói đúng lắm, ông cụ Khương à. Ông mau quyết định đi. Đúng đó, đừng để nhà họ Khương vì bọn họ mà sụp đổ. Sắc mặt Khương Thái Sương trở nên u ám, cuối cùng cầm gậy ba tong trong tay nện mạnh xuống sàn nhà. Lạnh lùng nói, được, Văn Kỳ con lập tức dẫn người đến bệnh viện bắt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan còn cả Na Na ở trong nhà nhỏ nữa, trói hết đưa đến nhà họ Ninh đi. Vâng, thưa bố, để con cử người đi. Khương Văn Kỳ nghe thấy thế liền vui mừng khôn xiết. Chỉ cần dẫn cả nhà ba người bọn họ đến nhà họ Ninh thì có thể giải quyết được mối phiền phức nhà họ Ninh, hơn nữa đến lúc đó việc hợp tác với tập đoàn Lợi Dân hiển nhiên sẽ nằm trong tầm tay ông ta. Một công đôi việc. Thế nhưng, trong lúc Khương Văn Kỳ đang gọi điện thoại, trợ lý bỗng nhiên xông vào nói, thưa chủ tịch, bên ngoài bỗng xuất hiện hơn mười mấy người đại diện của công ty, doanh nghiệp, họ nói cái gì, Khương Thái Sương sốt ruột đến mức đứng bật dậy. Tất cả những người trong phòng họp cũng như ngồi trên đống lửa. Không phải chứ, nhanh vậy à? Trợ lý vội vàng thở gấp một hơi rồi nói, họ nói. Muốn ký hợp đồng hợp tác với nhà họ Khương chúng ta, chương 145, đều vì cậu ta sao? Cái gì, ký hợp đồng hợp tác với nhà họ Khương chúng tôi sao? Cậu chắc chứ, khuôn mặt Khương Thái Sương đầy vẻ hoảng hốt, trừng to mắt. Vào thời khắc sống còn như này mà vẫn còn người dám hợp tác với nhà họ Khương sao? Đây không phải là công khai chống lại đại úy Ninh Dương nhà họ Ninh à? Nhất thời, đám người nhà họ Khương trong phòng họp đều sững sờ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, họ biết rằng đây là đang cứu người lúc gặp nạn. Đồng thời họ càng tò mò về người đứng đằng sau. Lão gia, chẳng lẽ nhà họ Khương chúng ta gặp được quý nhân rồi sao? Vậy mà lại có người dám có ý đối đầu với đại úy Ninh Dương, hợp tác với nhà họ Khương của chúng ta? Có thể, rất có khả năng đó. Đây là may mắn của nhà họ Khương chúng ta. Chúng ta mau đi gặp người đó đi. Ngay lập tức, mọi người vội vàng ra khỏi phòng họp, Khương Thái Sương cũng đến sảnh dưới sự hỗ trợ của Khương Văn Kỳ. Đập vào mắt là cảnh tượng hàng chục đại diện của các doanh nghiệp địa phương ở Tu Hà đang đứng ở sảnh với vẻ mặt nôn nóng, chờ đợi đám người nhà họ Khương. Ồ ồ ồ, sếp Lục, sếp Phương, chủ tịch Chu, mọi người. Toàn thân Khương Thái Sương run rẩy khi nhìn thấy các ông lớn và chủ tịch đang đứng ở sảnh. Đây đều là những nhân vật có máu mặt và ông trùm có tiếng ở Tu Hà. Ngày thường, cho dù Khương Thái Sương đến tận cửa thăm hỏi cũng chưa chắc đã gặp được họ. Không ngờ hôm nay, những ông lớn này thật sự đã đích thân đến công ty nhỏ của nhà họ Khương, hơn nữa, bọn họ đến đây để bàn chuyện hợp tác. Khương Thái Sương kích động,
vui mừng khôn xiết, vội bắt tay với bọn họ. Những ông lớn này cũng bắt tay với đám người Khương Thái Sương một cách lịch sự. Trong đó, Chủ tịch Chu là người đại diện, mỉm cười nói, ông cụ Khương, nhà họ Khương của cụ thật may mắn, vậy mà lại nhận được sự ưu ái của tỷ phú Lý. Chúng tôi đều nghe theo ý của tỷ phú Lý, đặc biệt đến đây hợp tác với nhà họ Khương. Đây là hợp đồng hợp tác của chúng tôi, chỉ cần cụ ký tên thì chúng ta sẽ chính thức hợp tác với nhau. Gì cơ? Tỷ phú Lý Trường Thắng sao? Đám người nhà họ Khương nghe vậy đều sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị quý nhân này hóa ra lại là Lý Trường Thắng, người giàu nhất Tu Hà. Ông ta là nhân vật truyền kỳ, từ một công ty bên bờ vực phá sản, chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm đã trở thành người giàu nhất Tu Hà. Khuôn mặt Khương Thái Sương đầy vẻ kích động, đám người Khương Văn Kỳ đứng phía sau cũng vội vàng tiến lên, cầm lấy hợp đồng, xem kỹ mấy lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền lập tức ký hợp đồng với đám người Chủ tịch Chu. Sau khi ký xong, đám người Khương Thái Sương vẫn còn đang bàng hoàng, kích động, mãi một lúc sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Lúc này Khương Văn Kỳ lên tiếng hỏi, thưa các ông chủ lớn, tại sao tỷ phú Lý lại chọn nhà họ Khương chúng tôi thế? Nhà họ Khương chưa từng có quan hệ qua lại gì với tỷ phú Lý, hơn nữa chắc mọi người cũng đã nghe nói về việc đại úy Ninh Dương tuyên bố với bên ngoài rồi, bất kỳ ai hợp tác với nhà họ Khương đều được coi là chống lại nhà họ Ninh. Công ty chúng tôi vừa nhận được ý định chấm dứt hợp tác của mười mấy doanh nghiệp hợp tác. Mọi người làm vậy là cứu người trong lúc hoạn nạn, thật sự là khiến chúng tôi không kịp phản ứng. Trong này có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Không chỉ Khương Văn Kỳ nghĩ như vậy mà Khương Mỹ Nghiên và rất nhiều họ hàng thân thích, lãnh đạo cấp cao của công ty cũng nghĩ như vậy. Chủ tịch Chu cười nói với mọi người, trước khi chúng tôi đến đây, tỷ phú Lý có nói một câu. Nói gì vậy? Khương Thái Sương lo lắng hỏi. Chủ tịch Chu cười đáp, tỷ phú Lý nói rằng ông ấy làm như vậy hoàn toàn là vì nể mặt Tiêu Chính Văn, vì thế vẫn mong các vị đối xử tốt với Tiêu Chính Văn. Dứt lời, mấy người chủ tịch Chu liền rời đi. Nhưng đám người nhà họ Khương đều sững sờ, cảm thấy ớn lạnh. Vì Tiêu Chính Văn sao? Vậy mà lại vì con chó hoang đó? Sao có thể chứ? Khương Thái Sương vội vàng đuổi theo và hỏi, Chủ tịch Chu, ông không nghe nhầm đấy chứ? Tỷ phú Lý đã nói vậy thật sao? Là vì con chó hoang Tiêu Chính Văn thật à? Chủ tịch Chu gật đầu khẳng định, ông cụ Khương, tôi khẳng định chắc chắn tỷ phú Lý đã nói như vậy. Về lý do trong đó thì tôi nghĩ chỉ có tỷ phú Lý và Tiêu Chính Văn mới biết thôi. Mọi người, chúng tôi còn việc phải làm, dứt lời, mấy người chủ tịch Chu nhanh chóng rời khỏi công ty nhà họ Khương. Mà lúc này, đám người đứng ở sảnh công ty họ Khương đều ngẩn ra. Tiêu Chính Văn ư, sao có thể là anh ta chứ? Anh ta cũng có quan hệ với tỷ phú Lý sao? Khương Mỹ Nghiên tỏ vẻ nghi hoặc. Sắc mặt của Khương Văn Kỳ cũng trở nên u ám, ý đồ xấu trong đầu cũng tan biến. Ông ta bước nhanh tới chỗ Khương Thái Sương nói, bố, cho dù như vậy thì chúng ta cũng không thể xem thường. Dù sao đối phương cũng là đại úy Ninh Dương, 3 ngày nữa cậu ta sẽ thăng chức lên làm thiếu tá. Tỷ phú Lý dù có lợi hại, có tiền, có thực lực hơn đi chăng nữa cũng không thể so sánh được với Ninh Dương. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Chính Văn còn có quan hệ mập mờ với tỷ phú Lý Trường Thắng, con nghĩ rằng chúng ta phải hỏi cho rõ ràng mới được. Sắc mặt Khương Thái Sương tối sầm lại, gật đầu nói, con nói cũng có lý, thế này đi, con chuẩn bị một vài món quà, rồi đi với bố đến bệnh viện thăm Khương Vi Nhan. Ông nội, tuyệt đối không được ạ. Ông là gia chủ của nhà họ Khương đấy, sao có thể đích thân đến thăm Khương Vi Nhan chứ? Chuyện này cứ để cháu và bố cháu đi là được rồi ạ, Khương Mỹ Nghiên vội vàng đứng bật dậy nói. Khương Thái Sương suy nghĩ một lát, gật đầu đáp được, vậy mấy đứa đi đi, nhất định phải hỏi rõ quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và tỷ phú Lý. Xem ra tên Tiêu Chính Văn này đang giấu chúng ta rất nhiều chuyện. Khương Mỹ Nghiên và Khương Văn Kỳ nhìn nhau gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi công ty. Trên đường còn mua một vài thực phẩm bổ dưỡng rồi lái xe đến bệnh viện. Tiêu Chính Văn đã đón Nana từ nhà đến bệnh viện, cô bé đang chơi đùa cùng Khương Vi Nhan. Còn anh đã ra ngoài mua trái cây, bởi vì Nana và Khương Vi Nhan đều muốn ăn. Còn Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần vẫn luôn túc trực ở bệnh viện. Chủ yếu là bọn họ muốn trông chừng Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Ngộ nhỡ Tiêu Chính Văn khoác lác mà không thực hiện được thì bọn họ sẽ bắt Tiêu Chính Văn đến nhà họ Ninh.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ba người nhà Khương Văn Kỳ bước vào, cười nói, Vi Nhan, bác tới thăm cháu rồi này, không bị thương nặng lắm chứ. Nhìn thấy gia đình ba người nhà Khương Văn Kỳ đi vào với nụ cười tươi rói trên mặt, Khương Học Bác và Từ Phân cũng vội vàng tiến lên trước, nhận lấy thực phẩm bổ dưỡng từ họ rồi nói, anh cả, chị dâu, sao mọi người lại đột nhiên tới đây vậy? Công ty xảy ra chuyện gì rồi sao? Khương Học Bác và Từ Phân đều căng thẳng. Khương Vi Nhan cũng đứng dậy, lo lắng và nghi hoặc hỏi, bác à, vì chuyện của Tiêu Chính Văn nên nhà họ Ninh muốn đối phó với công ty sao? Nói đến đây, Khương Vi Nhan kích động vội vàng bước xuống giường, quỳ rạp trước mặt Khương Văn Kỳ, than thở, bác cả, cầu xin bác đừng dẫn Tiêu Chính Văn đi, tối hôm đó Tiêu Chính Văn vì cháu nên mới ra tay với Ninh Kỳ Nhi, nếu muốn bắt thì hãy bắt cháu đi. Khương Văn Kỳ thấy vậy liền vội vã bước tới đỡ Khương Vi Nhan đứng dậy, mỉm cười nói, Vi Nhan, đừng lo lắng, chuyện của công ty đã giải quyết xong rồi. Tiêu Chính Văn đâu, cậu ta không ở bệnh viện sao? Khương Vi Nhan lau nước mắt trên mặt nói, anh ấy đi ra ngoài mua trái cây, bác cả, bác vừa nói chuyện của công ty đã giải quyết xong rồi sao? Lúc này, Khương Học Bác, Từ Phân ở bên cạnh và Khương Thần đang ngồi chơi điện thoại cũng vội vàng vây quanh, căng thẳng hỏi, anh cả, anh không đùa đấy chứ? Chuyện công ty đã giải quyết xong thật rồi ư, những doanh nghiệp kia sẽ không chấm dứt hợp tác với chúng ta nữa à? Khương Văn Kỳ cười đáp, ừ, cái này còn phải cảm ơn Tiêu Chính Văn. Mấy người phải biết rằng, vừa nãy có mười mấy ông chủ lớn đến tận công ty nói rằng muốn ký hợp đồng hợp tác với công ty chúng ta. Hơn nữa, bọn họ đến là do ý của tỷ phú Lý Trường Thắng. Mấy người có biết nguyên nhân là vì ai không? Bỗng chốc, đám người Khương Vi Nhan và Khương Học Bác đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Khương Học Bác cũng căng thẳng hỏi, anh cả, đừng vòng vo nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tỷ phú Lý lại giúp nhà họ Khương chúng ta ư? Không phải chứ. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với tỷ phú Lý mà. Khương Văn Kỳ mỉm cười, nhìn Khương Vi Nhan nghiêm túc và nói, Vi Nhan, cháu có một người chồng tốt. Tiêu Chính Văn rất có năng lực, không chỉ quen biết với Hàn Lợi Dân, mà còn quen với cả Lý Trường Thắng. Sao cháu không nói những chuyện này với chúng ta sớm hơn? Bọn họ đến hoàn toàn là vì Tiêu Chính Văn. Chương 146, chất vấn. Câu nói này chắc chắn đã khiến lòng Khương Vi Nhan dậy sóng. Tất cả đều đến vì Tiêu Chính Văn sao? Hơn nữa, Lý Trường Thắng này không phải là người giàu nhất Tu Hà ư? Người như vậy mà lại vì Tiêu Chính Văn nên mới giúp đỡ nhà họ Khương sao? Ông ta làm vậy, chẳng phải có ý công khai chống lại Ninh Dương và hình thành cục diện đối lập hoàn toàn với nhà họ Ninh à? Khương Vi Nhan không cần nghĩ nhiều cũng biết, thể diện của Tiêu Chính Văn rất lớn. Rốt cuộc anh là ai? Lúc trước Tiêu Chính Văn là bạn với Hàn Lợi Dân, nhận được sự ưu ái đặc biệt sau khi giải ngũ, nhưng bây giờ anh lại có mối quan hệ mập mờ với tỷ phú Lý Trường Thắng. Khương Vi Nhan không ngốc, cô nói với Khương Văn Kỳ bằng vẻ mặt đầy nghi hoặc, bác cả, cháu không rõ nữa, cháu chưa từng nghe Tiêu Chính Văn nhắc đến. Khương Văn Kỳ nghe vậy liền cười nhạt gật đầu, không sao, đợi cậu ta quay lại, chúng ta sẽ hỏi rõ ràng. Khương Học Bác và Từ Phân đứng bên cạnh chố mắt nhìn nhau, trong đôi mắt ngập tràn vẻ ngờ vực. Khương Học Bác hỏi, anh cả, anh nói thật chứ? Tỷ phú Lý Trường Thắng đích thân sắp xếp người hợp tác với nhà họ Khương chúng ta sao? Hơn nữa còn là vì nể mặt Tiêu Chính Văn. Khương Văn Kỳ gật đầu đáp, đúng thế, do đó lão gia mới bảo bọn anh đến đây hỏi rõ tình hình. Nếu Tiêu Chính Văn thật sự có quen biết với tỷ phú Lý và có quan hệ đặc biệt gì đó thì đối với nhà họ Khương mà nói, đây đúng là cơ hội tốt nghìn năm khó gặp. Từ Phân nghe vậy liền nhíu mày, miệng không ngừng lẩm bẩm, cậu ta chỉ là một con chó hoang, không biết làm gì. Sao có thể có quan hệ gì đặc biệt với tỷ phú Lý được chứ? Tôi thấy cậu ta chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết, tỏ ra thần bí mà thôi. Mặc dù Từ Phân ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm. Không tự tin lắm. Tuy nhiên, lúc này Nana đang chơi ở bên cạnh đột nhiên ôm con búp bê bước tới, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với mọi người, bố cháu lợi hại lắm đấy, bố đã mua một trung tâm mua sắm lớn, còn đánh đuổi rất nhiều người xấu, mọi người không được nói bố cháu như vậy. Từ Phân cau mày, không vui liếc xéo Nana, khịt mũi nói, danh con, mày thì biết cái gì, đừng nói nhảm ở đây nữa. Bố của mày là đồ rác rưởi vô dụng. Nana bĩu môi, nước mắt giàn giụa,
cô bé muốn tranh luận thêm nhưng Khương Vi Nhan đã ôm Nana vào lòng và an ủi vài câu. Khương Học Bác đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn Từ Phân rồi nói, em cãi nhau với đứa con nít làm gì chứ? Từ Phân lạnh lùng hừ một tiếng và không nói gì nữa. Tiếp đó, mọi người ngồi trong phòng bệnh, khoảng tầm 10 phút sau, Tiêu Chính Văn cầm theo trái cây bước vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy trong phòng bệnh có rất nhiều người hơn nữa còn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt khác thường. Khương Vi Nhan là người đầu tiên bước tới, nhìn Tiêu Chính Văn và hỏi một cách rất nghiêm túc, Tiêu Chính Văn, có phải anh đang giấu em điều gì không? Tiêu Chính Văn cười nhạt hỏi lại, sao vậy? Anh thì có thể giấu em chuyện gì được chứ? Vấn đề của công ty đã được giải quyết rồi, hơn mười mấy doanh nghiệp đại diện đến ký hợp đồng hợp tác với công ty. Bọn họ đều làm theo lệnh của Lý Trường Thắng người giàu nhất Tu Hà, mà họ còn nói rằng Lý Trường Thắng làm vậy là vì nể mặt anh. Khương Vi Nhan nói với khóe mắt ửng đỏ, anh và tỷ phú Lý có mối quan hệ gì đặc biệt sao? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Khương Vi Nhan, sau đó lại quan sát những người xung quanh đang trố mắt nhìn mình, anh hỏi, mọi người muốn biết à? Khương Văn Kỳ lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt tươi cười nói, Tiêu Chính Văn, cậu cứ nói thật đi, nếu cậu có quan hệ đặc biệt với tỷ phú Lý thật thì đây là một chuyện cực kỳ tốt đối với nhà họ Khương chúng ta. Nhưng Tiêu Chính Văn nở nụ cười chế giễu nói, vậy mọi người đã nghĩ nhiều rồi, tôi có thể có mối quan hệ đặc biệt với tỷ phú Lý được sao? Chuyện này đúng là tôi đã nhờ tỷ phú Lý giúp đỡ, nhưng ông ta nể mặt bố tôi nên mới ra tay. Tôi và ông ta chẳng thân thiết gì cả, cũng chỉ giúp đỡ một lần này thôi. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Từ Phân là người đầu tiên lên tiếng, nghe đi, mấy người đều nghe kìa, chẳng phải tôi đã nói cậu ta là đồ vô dụng không có bản lĩnh rồi sao? Mấy người còn không tin tôi, loại rác rưởi như cậu ta thì có thể có quan hệ đặc biệt gì với tỷ phú Lý được chứ? Bây giờ đã nghe rõ cả chưa? Sắc mặt Khương Văn Kỳ tối sầm lại, khuôn mặt trở nên khó coi, vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng Tiêu Chính Văn có mối quan hệ đặc biệt nào đó với tỷ phú Lý, nhưng bây giờ xem ra đều uổng công vô ích. Nếu vậy thì hơi đáng tiếc, chuyện lão gia dặn dò, chúng tôi cũng đã hỏi rõ rồi nên cũng đi luôn đây. Khuôn mặt Khương Văn Kỳ nhanh chóng biến sắc, ông ta vẫy tay dẫn Khương Mỹ Nghiên rời đi. Chỉ trong thời gian vỏn vẹn 2 phút mà thái độ của Khương Văn Kỳ đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Khương Học Bác còn muốn đuổi ra ngoài, nhưng đã bị Từ Phân ngăn lại, lạnh lùng nói, anh định làm gì? Cần anh tiễn sao? Anh không thấy sắc mặt của anh ta và con bé Khương Mỹ Nghiên kia sao? Đứng yên đó cho tôi. Sau đó, Từ Phân quay sang nhìn Tiêu Chính Văn. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, tuy rằng cậu không có bản lĩnh gì nhưng sự việc lần này cậu giải quyết không tệ, tôi không so đo tính toán gì với cậu nữa. Nhưng, Tiêu Chính Văn, cậu đừng quên, 3 ngày nữa sẽ đến bữa tiệc chúc mừng đại úy Ninh Dương thăng chức thiếu tá. Cậu đã giải quyết xong chuyện giữa cậu và nhà họ Ninh chưa? Đừng để đến lúc đó lại gây rắc rối cho chúng tôi. Đúng vậy, mẹ tôi nói đúng trọng điểm rồi đấy. Tiêu Chính Văn, nếu anh không giải quyết được thì tôi nghĩ anh nên đến xin lỗi nhà họ Ninh càng sớm càng tốt, Khương Thần phụ họa theo. Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp, cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Từ Phân khịt mũi rồi cũng xoay người rời đi. Khương Học Bác liếc nhìn Khương Vi Nhan, lắc đầu bất lực thở dài, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan và Nana đang ngồi chơi búp bê. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn. Hỏi lại lần nữa, anh không có quan hệ gì với tỷ phú Lý thật sao? Tiêu Chính Văn đỡ Khương Vi Nhan ngồi xuống, đáp không có quan hệ gì đặc biệt cả, em đừng nghĩ lung tung, để anh gọt táo cho em. Bố, con cũng muốn ăn táo, Nana ôm đồ chơi chạy thẳng vào lồng ngực Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn mỉm cười, véo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô bé, nói, được, bố sẽ gọt cho con một quả. Đêm muộn, Tiêu Chính Văn nhận được điện thoại của Long Nhất, trong điện thoại. Thái độ của Long Nhất rất cung kính nói, chủ soái, mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, anh có cần tự mình đến xem không? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Khương Vi Nhan đang đọc truyện cho Nana trong phòng bệnh, rồi nói, được, lát nữa tôi sẽ đến. Nửa tiếng trước, ở phòng hội nghị của lãnh đạo cấp cao nhất trong tập đoàn Thiên Thái của Trịnh Thiên Thái. Lúc này không còn chỗ trống. Xung quanh đều là những ông chủ và nhân vật lớn có máu mặt ở Tu Hà. Có những nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh, cũng có những nhân vật lớn trong giới quan chức và cả những ông trùm đứng đầu trong thế giới ngầm Tu Hà. Lúc này,
tất cả đều đang ngồi thì thầm bàn luận điều gì đó. Trịnh Thiên Thái giở trò gì vậy? Sao lại gọi tất cả chúng ta đến đây nhỉ? Không biết nữa, chẳng lẽ ông ta sắp có hành động gì lớn sao? Ông không phát hiện ra à? Những người ngồi ở đây ít nhiều đều có quan hệ hợp tác với nhà họ Ninh. Lúc này, Trịnh Thiên Thái bước vào phòng họp với vẻ mặt u ám, quét mắt nhìn đám người phía dưới. Thay vì ngồi thẳng vào ghế chủ tọa, ông ta lại lẳng lặng đứng ở một bên, có vẻ như đang đợi ai đó. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều nhíu chặt mày, trong lòng dấy lên cảm giác căng thẳng. Ngay cả Trịnh Thiên Thái mà cũng không đủ tư cách ngồi vào ghế chủ tọa sao? Chẳng lẽ nhân vật sắp xuất hiện là một nhân vật lớn siêu cấp nào đó? Chương 147, anh ấy chính là chủ soái Bắc Lương. Ngay lúc đám người này đang căng thẳng và nghi ngờ thì Long Nhất Sải bước tiến vào, trên người mang theo cảm giác ớn lạnh chết người. Vừa bước vào phòng họp, anh ta liền giải phóng hoàn toàn sát khí lạnh lẽo chinh chiến trên chiến trường ra ngoài, khiến những người trong phòng họp phải ngậm miệng lại, toàn thân run rẩy. Khi mọi người nhìn về phía Long Nhất, tất cả ánh mắt đều kinh ngạc. Người này có khí thế rất mạnh. Chắc chắn không phải người bình thường. Long Nhất bước vào, liếc nhìn mọi người có mặt, sau đó không ngồi vào ghế chủ tọa mà đứng ở một bên nói, xin tự giới thiệu, tôi là Long Nhất, có lẽ mấy người không biết tôi, nhưng tôi biết mấy người là được rồi. Lúc anh ta đang nói, Trịnh Thiên Thái đã cung kính dùng hai tay đưa tư liệu về những người này cho Long Nhất. Long Nhất hờ hững mở những tư liệu này ra, lướt nhìn sau đó lạnh lùng nói, hôm nay gọi các người đến đây, tôi chỉ có một việc muốn nói, đó là tôi cần các người cắt đứt hợp tác với nhà họ Ninh. Soạt! Nghe vậy, đám người ngồi phía dưới lập tức hít sâu. Một số người tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ vào Trịnh Thiên Thái, quát lớn, Trịnh Thiên Thái, ông làm gì vậy? Đây là lý do ông mời chúng tôi đến sao? Chúng tôi không quen người này, anh ta có tư cách gì bảo chúng tôi cắt đứt hợp tác với nhà họ Ninh chứ? Ông điên rồi sao? Ông không biết ba ngày nữa Ninh Dương sẽ lên chức thiếu tá sao? Có người đứng lên phản bác, thì đương nhiên sẽ có người phụ họa theo. Đúng vậy, Trịnh Thiên Thái, chuyện hôm nay ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không chúng tôi sẽ lập tức báo cáo cho đại úy Ninh Dương biết. Ông biết hậu quả thế nào rồi đó? Đúng là làm bừa, chuyện quái gì vậy chứ? Chúng ta đi thôi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu, tức giận đứng dậy. Đi thẳng ra cửa phòng họp, mở mạnh cửa. Nhưng trong tích tắc, ông ta sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì có một khẩu súng đang nhắm thẳng vào trán ông ta. Bên ngoài cửa có hàng chục binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí, tất cả súng của họ đều nhắm vào người đàn ông trung niên ở cửa. Người đàn ông nhìn thấy huy chương trên vai người cầm súng chĩa vào đầu ông ta là thiếu tá kinh hoàng. Sợ hãi! Một thiếu tá lại chỉ có thể thực hiện công việc canh gác cổng ra vào. Vậy thì người đàn ông đang đứng kia, thân phận và địa vị phải cao hơn vị thiếu tá ở cửa này, dầm. Trong phút chốc, da đầu người đàn ông tê dại, hai chân run rẩy, ngã phịch xuống đất, cả người tê tái. Bởi vì, ông ta chưa gặp tình huống này bao giờ, bị người ta chĩa súng vào đầu, ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Lúc này, những người đi phía sau người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy tình hình ngoài cửa, tất cả đều hoảng sợ, đứng yên tại chỗ, không tiến cũng không lùi. Long Nhất bình tĩnh nói, các vị, hay là ngồi xuống nghe tôi nói đã. Mấy người kia lập tức ngồi lại chỗ cũ. Cánh cửa phòng họp cũng từ từ đóng lại. Lúc này đám người trong phòng họp không còn dám mắng chửi Long Nhất và Trịnh Thiên Thái nữa. Ánh mắt bọn họ nhìn Long Nhất đầy vẻ sợ hãi. Nếu người có chức danh thiếu tá đứng canh cửa thì người đang đứng trước mặt bọn họ ít nhất cũng phải là tướng quân. Trời ơi! Một vị tướng quân đến Tu Hà từ lúc nào thế? Ngay cả Hàn Lợi Dân ở sở chỉ huy quân đội Tu Hà cũng chỉ là một thiếu tá. Ba ngày sau Ninh Dương sẽ tổ chức lễ nhậm chức cũng chỉ là một thiếu tá. Nhưng bây giờ, một nhân vật có khả năng là tướng quân nói bọn họ phải chấm dứt hợp tác với nhà họ Ninh, mùi khói súng trong chuyện này rất rõ ràng. Lần này nhà họ Ninh đã động đến một nhân vật lớn rồi. Mệnh lệnh lúc nãy của tôi, mọi người có chỗ nào không đồng ý không? Long Nhất bình tĩnh hỏi, trên mặt không để lộ cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp lực nặng nề. Đám người này sao dám không đồng ý chứ? Trong số đó có người mạnh dạn hỏi, anh Long, vì sao anh lại nhắm vào nhà họ Ninh? Nhà họ Ninh đã đắc tội với anh sao? Long Nhất cười nhạt nói, hỏi hay lắm.
nhưng nhà họ Ninh không hề đắc tội với tôi. Phù! Mọi người nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, vậy là có hiểu lầm rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của Long Nhất lại khiến bọn họ kinh ngạc hơn, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Nhà họ Ninh đắc tội với đại ca của tôi, cũng là lãnh đạo của tôi, Long Nhất thản nhiên nói. Dầm! Câu nói này như một quả bom nặng ký, nổ bên tai mọi người. Cái gì? Nhà họ Ninh đắc tội với đại ca của anh Long, còn là cấp trên của anh ta nữa. Vị canh gác ngoài cửa là thiếu tá, anh Long này rất có khả năng là tướng quân, hoặc ít nhất cũng là thiếu tướng, vậy cấp trên chẳng phải là trung tướng sao? Trời ơi! Điên rồi! Nhà họ Ninh lại đắc tội với một vị trung tướng. Mọi người nghe vậy, hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau cũng chưa phản ứng lại. Một vị có thể là trung tướng chính là sự tồn tại có thể một tay che trời. Nhà họ Ninh sao có thể đắc tội với một nhân vật to lớn như vậy? Anh Long, không biết quân hàm của anh là gì, có người lấy hết can đảm hỏi lại. Long Nhất cười nhạt nói, Hoa Quốc, thượng tướng, trực thuộc quân khu Bắc Lương, Long Nhất. Rầm rầm rầm. Câu nói này giống như một tia sét đánh xuống làm nổ tung phòng họp. Gần như trong vài giây, đám nhân vật lớn và ông chủ Tu Hà vẫn đang ngồi kia đều bật dậy, tất cả quỳ xuống, dập đầu xuống đất, cả người run rẩy. Bắc Lương! Vậy mà lại là Bắc Lương, còn là một vị thượng tướng Hoa Quốc. Vậy vị đại ca, cấp trên phía sau chẳng phải là chủ soái Bắc Lương, chàng thanh niên trẻ tuổi, dũng cảm, đáng ngưỡng mộ nhất Hoa Quốc này sao? Trời ơi! Trời sắp sập rồi! Chủ soái Bắc Lương, lại đang ở Tu Hà. Càng đáng sợ hơn là nhà họ Ninh đắc tội với chủ soái Bắc Lương. Đó là vị chủ soái chỉ huy hơn 300.000 binh lính Bắc Lương. Đám nhân vật lớn Tu Hà quỳ trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ. Ngày trước, bọn họ ở Tu Hà đều là những nhân vật lớn, hô mưa gọi gió. Nhưng bây giờ ở trước mặt Long Nhất, ở trước mặt vị chủ soái Bắc Lương chưa xuất hiện thì chỉ là lũ kiến nhỏ bé mà thôi. Đối mặt với nhân vật như vậy, đối phương chỉ cần nhìn một cái, cũng đủ giết chết tất cả bọn họ trong vòng một giây. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vững vàng. Tiếng bước chân này như tiếng sấm của thiên lôi, không ngừng nổ vang bên tai đám người đang quỳ trên mặt đất. Đến rồi. Nhất định là chủ soái Bắc Lương đến rồi. Trên trán đám người đang quỳ đầy mồ hôi lạnh, nhưng lòng hiếu kỳ lại khiến bọn họ chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng nhìn dáng vẻ của người đi vào. Đó là chủ soái Bắc Lương trong truyền thuyết. Trong số bọn họ có ai đã từng được gặp chứ? Chương 148, trời sắp sập. Không ít người run rẩy ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ dung mạo thật của vị chủ soái Bắc Lương trong truyền thuyết. Nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt, cả người mặc thường phục, khí thế bình tĩnh ngồi trên ghế chủ tọa, ai nấy đều sững sờ. Người đàn ông này chính là chủ soái Bắc Lương sao? Tại sao lại ăn mặc trông bình thường như vậy? Chẳng phải nên mặc chiến bào thanh long sao? Đợi đã! Sao người đàn ông này lại giống một người? Cậu là Tiêu Chính Văn? Tiêu Chính Văn tàn dư của nhà họ Tiêu đó à? Trong đám người đang quỳ trên mặt đất có người nhận ra thân phận của Tiêu Chính Văn, lúc đó mới đứng dậy chỉ vào anh không thể tin được hét lớn. Lúc này Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt bình tĩnh, khoanh hai tay trước ngực, trong mắt chợt lóe lên tia sắc bén lạnh lùng. Dường như chỉ thoáng chốc, Long Nhất rút súng từ thắt lưng ra bóp cò về phía người đàn ông đó. Bằng! Tiếng súng vang lên, người đó cũng ngã xuống trong vũng máu. Bất kính với chủ soái, đáng chết, Long Nhất lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đút súng vào thắt lưng. Cảnh tượng này khiến những người có mặt ở đó đều khiếp sợ. Đám người quỳ trên mặt đất run rẩy kịch liệt, đồng thời họ cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi và bàng hoàng. Tiêu Chính Văn thật sự là chủ soái Bắc Lương sao? Điều này làm họ rất bất ngờ. Thế chẳng phải nhà họ Ninh đã đắc tội, không dám tưởng tượng. Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế chủ tọa bình tĩnh nhìn các nhân vật lớn của Tu Hà đang quỳ trước mặt, lạnh lùng nói, tôi chỉ có một chuyện, 3 ngày sau, tại bữa tiệc Ninh Dương nhậm chức thiếu tá của nhà họ Ninh, tôi muốn các người thẳng mặt tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Ninh, các người có làm được không? Đám người quỳ ở dưới đâu dám nói không, gật mạnh đầu đồng ý, vâng vâng. Chúng tôi không dám cãi lệnh của chủ soái. Chúng tôi nhất định sẽ nghe theo lệnh của chủ soái. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, yên tâm đi, tôi sẽ không để các người chịu thiệt đâu. Sau chuyện này,
Lý Trường Thắng sẽ bàn về việc hợp tác nghiệp vụ có liên quan với các người. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đứng dậy rời đi. Long Nhất cũng đi theo sau anh ra ngoài, chỉ để lại Trịnh Thái Thiên cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này, ông ta mới phản ứng lại. Thì ra cậu Tiêu lại là chủ soái Bắc Lương nổi danh của Hoa Quốc. Thảo nào tỷ phú Lý lại cung kính với cậu ấy như vậy. Mãi cho đến khi Tiêu Chính Văn đi khỏi, mấy nhân vật lớn quỳ trên mặt đất mới lần lượt đứng dậy, ai cũng hoảng sợ nhìn Trịnh Thiên Thái. Sau đó đám người này nịnh nọt nói, Thiên gia, thế mà ông có quen biết với chủ soái Bắc Lương à? Sao ông không nói sớm chứ, hại chúng tôi suýt hiểu lầm ông. Phải đó Thiên gia, ông quen với nhân vật tầm cỡ như vậy, sau này Tu Hà nhỏ bé này sao có thể chứa nổi ông chứ? Thiên gia, chuyện cậu Tiêu là chủ soái Bắc Lương chỉ có mấy người chúng ta biết thôi sao? Đợi mọi người nói xong, Trịnh Thiên Thái cũng khẽ giơ tay nói, các vị hãy bảo mật thân phận của cậu Tiêu nhé. Còn nguyên nhân, tôi nghĩ chắc hẳn các vị biết rõ, cậu Tiêu không thích bị người khác làm phiền. Cậu ấy đến Tu Hà là vì có chuyện quan trọng cần phải làm nên các vị tự suy nghĩ đi. Cái gì không nên nói thì đừng nói, những gì đã thấy hôm nay cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Về mệnh lệnh vừa nãy của cậu Tiêu, tôi nghĩ các vị đã biết mình nên làm gì, tôi không nói lại nữa. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc, các vị hãy về cho, Trịnh Thiên Thái nói vậy, mọi người cũng hiểu rõ. Họ cũng không dám ở lại thêm nữa, lần lượt ra khỏi phòng họp. Ở bên này, sau khi ra khỏi phòng họp, Tiêu Chính Văn về lại bệnh viện, vừa lúc gặp Khương Vi Nhan chuẩn bị xuất viện. Sao em lại vội vàng xuất viện vậy? Chẳng phải bác sĩ bảo em ở lại quan sát thêm mấy ngày nữa sao? Tiêu Chính Văn bước đến quan tâm hỏi. Khương Vi Nhan mặc đồ vào nói, công ty có rất nhiều việc phải làm, mấy người đó đều chưa từng tiếp xúc với dự án trung tâm mua sắm, rất nhiều chuyện đều không biết phải giải quyết thế nào nên em không đi không được. Tiêu Chính Văn cau mày, tức giận nói, có chuyện gì mà gấp vậy? Không thể để em nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa sao? Khương Vi Nhan khẽ cười ôm lấy Tiêu Chính Văn nói, được rồi mà, em cũng không sao cả mà, anh cứ ở nhà chơi với Nana đi. Dứt lời, Khương Vi Nhan xách túi lên, Tiêu Chính Văn đành phải đi theo đằng sau đưa cô đến công ty. Sau đó anh về nhà quyết định dẫn Nana ra ngoài chơi. Vì mấy ngày nay, Nana cứ luôn miệng bảo muốn đi khu vui chơi. Lên mạng mua vé xong, Tiêu Chính Văn dẫn Nana đến khu vui chơi lớn nhất ở Tu Hà. Vừa đến khu vui chơi là Nana vui vẻ hét lên, nở nụ cười hạnh phúc, còn hôn mấy cái lên mặt Tiêu Chính Văn, bố, bố tốt với Nana nhất, Tiêu Chính Văn chọc vào đầu mũi Nana nói, đi thôi, bố dẫn con đi chơi. Vâng, Nana vui vẻ vung vẩy bàn tay nhỏ nhắn của mình. Một lớn một nhỏ hòa vào đám người. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Tiêu Chính Văn ôm Nana đến khu nghỉ ngơi. Anh ngồi xổm xuống nói, Nana, con ở đây đợi đừng đi đâu hết nhé, bố đi mua kem cho con. Nana gật đầu, trên đầu cô bé còn đeo một cái tai thỏ đáng yêu. Tiêu Chính Văn khẽ cười, còn nói với một bà cô bên cạnh trông Nana giúp anh, sau đó anh đi đến cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem. Lúc này trong đám đông có hai thanh niên xăm trổ nhìn trái nhìn phải rồi đi thẳng đến chỗ Nana, không nói lời nào đã ôm lấy Nana và bỏ chạy. Nana hoảng sợ vùng vẫy gọi, bố, bố. Bà cô đó cũng hoảng hốt, đứng dậy, lớn tiếng hô, đứa nhỏ. Bắt cóc trẻ em. Nghe thấy tiếng hô hoán, Tiêu Chính Văn vứt lên cây kem chạy đến thì thấy bà cô đó dùng sức hô, chàng trai, con gái của cậu bị bắt đi rồi. Hai người kia mặc đồ đen, đội mũ chống nắng, trên tay có hình xăm, Tiêu Chính Văn tức giận, hai mắt đỏ ngầu lao ra ngoài. Nhưng khu vui chơi quá nhiều người, anh không thể tìm thấy chúng. Chẳng mấy chốc hai tên xã hội đen đó đã biến mất vào trong đám đông. Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Chính Văn lập tức gọi cho Long Nhất, lạnh lùng nói, lập tức thông báo cho Hàn Lợi Dân. Phong tỏa thành phố, Nana bị bắt cóc rồi. Cái gì, cô chủ bị bắt cóc ư? Vâng, tôi biết rồi thưa chủ soái. Tôi lập tức làm ngay, Long Nhất vừa nhận được tin tức, trên người anh ta tràn đầy sát khí cuồng bạo. Vậy mà lại có người dám bắt cóc cô chủ giữa ban ngày thế này. Chết tiệt! Anh ta cấp tốc gọi cho Hàn Lợi Dân, tức giận nói, Hàn Lợi Dân, nhận lệnh của chủ soái. Chủ soái yêu cầu bên anh lập tức hành động, phong tỏa thành phố. Nhớ đấy, là lập tức phong tỏa. Tất cả nhân viên không được ra khỏi Thu Hà. Thượng tướng Long Nhất,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại phong tỏa thành phố đột ngột như vậy? Anh phải biết phong tỏa thành phố không phải chuyện nhỏ, càng không thể đùa được, chuyện này sẽ gây ra rắc rối rất lớn. Lúc này Hàn Lợi Dân đang họp ở Tổng Bộ Quân sự Tu Hà. Anh ta rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Long Nhất. Chủ soái Bắc Lương muốn phong tỏa thành phố. Đây là muốn đối phó trước với nhà họ Ninh à? Long Nhất lạnh lùng nói, tại sao? Hàn Lợi Dân, anh còn mặt mũi hỏi tôi à? Nơi này là Tu Hà, là khu vực do anh quản lý. Giữa thanh niên Bạch Nhật mà lại có người bắt cóc cô chủ. Bây giờ chủ soái đang rất tức giận, nếu cô chủ xảy ra bất kỳ chuyện gì thì Hàn Lợi Dân anh là người đầu tiên bị xử tội. Cạch! Long Nhất cúp điện thoại, Hàn Lợi Dân ngây người tại chỗ, cả người run rẩy không thôi. Cái gì? Cô chủ bị bắt cóc, tiêu rồi. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai làm vậy? Lại dám bắt cóc con gái của chủ soái Bắc Lương? Này chẳng phải đang vuốt râu hùm sao? Thiếu tá Hàn, xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt của cậu rất tệ, lúc này Đào Triển Thiên nhỏ giọng hỏi, mấy người ngồi dưới đều là sĩ quan của Tổng Bộ Quân sự Tu Hà. Hàn Lợi Dân tức giận quát, sao hả? Xảy ra chuyện rồi. Lập tức ra lệnh tất cả nhân viên không có nhiệm vụ đều hành động. Đóng hết tất cả đường ra vào thành phố của Tu Hà. Phải nhớ, là đóng toàn bộ. Phải lấy tình hình thời chiến để đối mặt với chuyện lần này. Ngoài ra cử 3.000 người, trang bị vũ khí đầy đủ, đợi lệnh. Anh ta vừa truyền lệnh xuống, người ở đó đều ngây ngốc. Thiếu tá Hàn, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại gấp gáp quá vậy? Còn phong tỏa thành phố nữa? Có phải nên thông báo cho tư lệnh Tống Tống Hậu Lượng và Chủ tịch Tô không? Đào Triển Thiên kinh ngạc hỏi. Hàn Lợi Dân lạnh lùng lướt nhìn trong phòng, chỉnh lại mũ của mình sau đó nói, con gái của chủ soái Bắc Lương bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt. Chuyện này xảy ra trong khu vực Tu Hà của tôi, mọi người chắc cũng đã hiểu nghĩa là gì rồi chứ. Phải tìm được cô chủ trước khi tình hình không thể cứu vãn được. Chỉ một câu thôi đã khiến mọi người có mặt ở đó đều toát mồ hôi lạnh, cả người run bần bật. Trong đầu họ chỉ có một ý nghĩa, đó là bầu trời Tu Hà sắp sập rồi. Chương 149, phong tỏa thành phố. Hàn Lợi Dân vội vàng rời khỏi phòng họp, vừa đi vừa hạ lệnh với Đào Triển Thiên, lập tức thông báo với Tống Hậu Lượng, bảo người của đội thanh tra phối hợp hành động. Hãy nhớ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải đưa con gái của chủ soái trở về an toàn. Nếu để xảy ra bất trắc gì, tôi với ông, cùng với rất nhiều người, đều phải mất đầu. Rõ, thiếu tá, tôi lập tức thông báo với Tổng Tư lệnh Tống, Đào Triển Thiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của chuyện lần này. Dám bắt con gái của chủ soái Bắc Lương giữa ban ngày ban mặt, đám người này đúng là gan to bằng trời. Bất kể người đứng sau là ai, thì lần này cũng phải chịu cơn giận đến từ Bắc Lương. Đó là chủ soái Bắc Lương đấy. Là người đàn ông đứng trước đội quân triệu người vẫn không hề sợ hãi, khoác chiếc chiến bào hoa văn rồng xanh, khiến tám nước phải sợ hãi rút lui. Một người như vậy, mà con gái của anh ấy lại xảy ra chuyện ở Tu Hà, hậu quả đúng là không dám tưởng tượng. Đào Triển Thiên nhanh chóng gọi điện thoại cho Tống Hậu Lượng, lúc này, Tống Hậu Lượng ở bên kia đang họp, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Phó Tham mưu Đào Triển Thiên của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, anh ta cũng hơi sững sờ. Tham mưu Đào, lâu rồi không liên lạc, ông có chuyện gì vậy? Tống Hậu Lượng cười ha ha hỏi. Đào Triển Thiên đang sốt hết cả ruột, nói Tổng Tư lệnh Tống, xảy ra chuyện lớn rồi. Con gái của chủ soái Bắc Lương bị bắt ở khu vui chơi, bây giờ chủ soái đã hạ lệnh, bắt Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà tôi điều động tất cả người, phong tỏa cả thành phố. Thiếu tá Hàn đã đích thân đến hiện trường, ý của cậu ấy là đội thanh tra cũng phải điều động toàn bộ người ở các khu vực. Nhất định phải tìm được và đảm bảo an toàn cho cô bé với tốc độ nhanh nhất. Cái gì? Con gái của chủ soái bị bắt á? Tống Hậu Lượng nghe thấy vậy, kinh hoàng đến mức bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt căng thẳng và sợ hãi, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Lúc này, cả người Tống Hậu Lượng đều đang run lên. Anh ta vẫn còn nhớ như in chuyện của nhà họ Kim. Nhất là cảnh tượng máu chảy thành sông ở nhà họ Kim tối hôm đó. Gần như ngay lập tức, Tống Hậu Lượng lạnh lùng hạ lệnh với Tổng Tư lệnh của đội thanh tra các khu vực trước mặt mình, lập tức triệu tập tất cả mọi người. Phối hợp với hành động phong tỏa toàn thành phố của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà. Phong tỏa thành phố, Tổng Tư lệnh Tống, anh không nói nhầm đấy chứ? Sao Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà lại đột ngột phong tỏa thành phố vậy? Phải đấy,
rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại đột ngột phong tỏa thành phố? Đây không phải là chuyện nhỏ đâu, sẽ gây hoang mang trên diện rộng. Tổng tư lệnh Tống, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh cứ nói thẳng đi, chúng tôi cũng dễ phối hợp với người của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Một đám tổng tư lệnh cùng trợ lý của cục thanh tra các khu vực mặc đồng phục, ai nấy đều tỏ vẻ căng thẳng và lo lắng. Tống Hậu Lượng đấm một cú lên bàn họp, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ gầm lên như một con hổ, còn hỏi tôi nữa à? Nhìn xem các anh giữ an ninh trật tự kiểu gì đi. Các anh có biết con gái của chủ soái Bắc Lương đã bị người ta bắt đi ở khu vui chơi giữa ban ngày ban mặt không? Đây là xã hội đen, là bọn buôn người không coi pháp luật ra gì. Tôi không cần biết các anh dùng cách gì, dở thủ đoạn gì, nhưng phải đưa con gái của chủ soái trở về an toàn. Mất một sợi tóc tôi cũng sẽ hỏi tội các anh. Câu nói này như sét đánh ngang phòng họp. Sao cơ, con gái của chủ soái Bắc Lương ở Tu Hà sao? Tổng tư lệnh Tống, anh đừng dọa chúng tôi. Sao con gái của chủ soái Bắc Lương lại ở Tu Hà chứ? Hơn nữa, ai mà lại to gan bắt cóc trẻ con giữa ban ngày ban mặt chứ? Toi rồi, toi rồi. Vua Bắc Lương, đó là con gái của vua Bắc Lương đấy. Đám người cuống hết cả lên, ai nấy đều đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt. Tống Hậu Lượng giận dữ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nếu tôi biết thì còn cần các anh làm gì? Lập tức hành động, bảo tất cả mọi người trang bị đầy đủ vũ khí. Gặp kẻ nào dám phản kháng, lập tức bắn chết. Ngoài ra, thông báo với đại đội trưởng của đội vũ trang chống khủng bố Phi Ưng, bảo anh ta gấp rút điều động người, nhanh chóng khống chế toàn thành phố. Nhất là mấy ông trùm thế lực ngầm, khống chế toàn bộ các địa điểm giải trí của bọn họ. Nhớ lời tôi nói, là toàn bộ đấy nhé. Bất kể bình thường bọn họ ngang ngược cỡ nào, lần này mà dám phản kháng thì cứ bắt thẳng tay cho tôi. Rõ. Phụ tá của Tống Hậu Lượng lập tức lấy điện thoại bàn, thông báo với đội trưởng Châu Hoàng Học của đại đội vũ trang chống khủng bố. Sau khi Châu Hoàng Học nhận được lệnh, sắc mặt anh ta hoảng hốt, nói, rõ. Tôi nhất định sẽ hoàn thành chỉ thị của cấp trên. Đã rõ, nhất định đảm bảo an toàn. Cúp điện thoại xong, Châu Hoàng Học mặc bộ đồng phục chiến đấu màu đen, lập tức cho người kéo chuông cảnh báo. Sau đó, mấy chục chiếc xe vũ trang thiết giáp chống cháy nổ màu đen, cùng với toàn bộ mọi người được tập hợp. Mấy trăm binh lính được trang bị đầy đủ, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đội mũ beret đen và đeo kính bảo hộ, động tác gọn gàng đồng đều lao từ các phòng ra, tập hợp ở quảng trường của đại đội chống khủng bố. Châu Hoàng Học đứng ở phía trước, cũng mặc đồng phục chiến đấu màu đen, súng vác trước ngực, sắc mặt nghiêm túc như một con chim ưng, hắng giọng nói, toàn đội nghe lệnh. Xuất phát! Trong chớp mắt, mấy trăm binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí leo lên xe chống cháy nổ, sau đó kéo còi cảnh sát, nhanh chóng lao đi. Cùng lúc đó, ở sở chỉ huy quân đội Thu Hà, Hàn Lợi Dân đứng trên bục điểm binh, mặc quân phục thiếu tá, đội mũ kepi, trên cầu vai là hai vạch và một ngôi sao vàng. Lúc này, ánh mắt anh ta lạnh lùng, nhìn 10.000 chiến sĩ mặc quân phục màu xanh lá cây ở phía dưới, cao giọng gầm lên, tất cả tướng sĩ nghe lệnh. Lập tức xuất phát, phong tỏa các lối ra vào của Tu Hà. Sân bay, bến tàu, nhà ga, trạm tàu cao tốc, cả các lối ra vào đường cao tốc, đường trong thành phố, đường trong thị trấn, đường trong thôn xã, phong tỏa toàn bộ. Thấy bất cứ ai khả nghi thì cứ bắt hết. Rõ. 10.000 tướng sĩ giận dữ gầm lên như sấm rền, chấn động cả trời đất. 10.000 người chia nhóm, ngồi xe jeep quân dụng, xe tải vận chuyển quân dụng, đến sân bay, bến tàu, nhà ga, trạm tàu cao tốc, và các lối ra vào đường cao tốc của Tu Hà, hành động như vậy lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người dân Tu Hà. Nhưng bởi vì đã có cấp trên giám sát, chỉ nói với bên ngoài là diễn tập, nên cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Cùng lúc đó, các cục thanh tra trong thành phố Tu Hà cũng nhận được lệnh của Tống Hậu Lượng, vội vàng điều động xe tuần tra, bắt đầu tản ra khống chế toàn thành phố. Ba bên quân đội, đội thanh tra và đại đội vũ trang chống khủng bố, cùng liên thủ hành động. Không đến nửa tiếng, các tuyến đường giao thông chính ở Tu Hà đã đầy chiến sĩ, lính tuần và người của đội chống khủng bố, tất cả các xe qua lại đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Còn lúc này, phòng chỉ huy tác chiến đã được tạm thời thành lập ở phòng họp thuộc tòa nhà khu vực văn phòng của khu vui chơi. Trong phòng họp, mười mấy sĩ quan mặc quân phục và mười mấy người của đội thanh tra mặc đồng phục hải quân màu xanh đậm, cùng với đám người Châu Hoàng Học,
ai nấy đều tỏ vẻ cung kính đứng nghiêm tại chỗ. Trước mặt bọn họ, Tiêu Chính Văn đứng chắp tay sau lưng, cả người ngập tràn sự lạnh lẽo. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Ông chủ của khu vui chơi vội vã chạy từ câu lạc bộ đến, dọc đường đi, nhìn thấy mười mấy chiếc xe jeep quân dụng, mười mấy chiếc xe tuần tra và xe phòng chống cháy nổ trước cửa khu vui chơi, cùng với mấy trăm chiến sĩ và lính tuần, ông ta sợ đến mức chân mềm nhũn, phải nhờ trợ lý đỡ, chạy đến phòng họp. Sau khi nhìn thấy các nhân vật tai to mặt lớn đứng trong phòng họp, ông ta không chịu được nữa, quỳ phịch xuống đất. Chương 150, anh ơi, thả em ra đi. Đưa mắt nhìn qua, toàn là những nhân vật quan trọng của Tu Hà và người có máu mặt trong nội bộ chiến khu. Bất kỳ ai trong số họ mà dậm chân một cái cũng có thể khiến cả Tu Hà phải rung chuyển. Là ông chủ của một khu vui chơi nho nhỏ, Cố Hải Nguyên lúc này trán túa mồ hôi lạnh, cả người run lên bần bật. Đáng sợ hơn nữa là, những nhân vật có máu mặt bình thường khó gặp này, bây giờ đều đang cung kính nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đứng đầu kia. Cậu thanh niên đó mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm, mỗi cử động đều tỏa ra sự uy nghiêm khó nói thành lời. Đây mới là người quan trọng nhất. Riêng cảm giác áp lực tỏa ra từ người cậu ấy đã đủ khiến cả phòng họp trở nên nghiêm túc bội phần. Cố Hải Nguyên vội vàng quỳ rạp trước mặt Tiêu Chính Văn, kêu lên, tôi Cố Hải Nguyên là ông chủ của khu vui chơi này, xin ngài cứ dặn dò. Cố Hải Nguyên sợ phát khiếp. Trên đường đến đây ông ta đã nghe nói, một cô bé đã bị bắt cóc ở khu vui chơi giữa ban ngày ban mặt. Một cô bé bị bắt cóc thì cứ giao cho người của đội thanh tra đi tìm là được. Nhưng sự thật là, hiện giờ đã có 10.000 chiến sĩ của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, người của các đội thanh tra ở khắp Tu Hà, và cả người của đại đội chống khủng bố có vũ trang đều được điều động. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là hiện giờ đã phong tỏa toàn thành phố. Tuy họ nói với bên ngoài là diễn tập khẩn cấp, nhưng Cố Hải Nguyên đến đây thì đã biết rõ. Thân phận, địa vị của cô bé này vô cùng cao quý. Người đàn ông trước mặt này cũng là người mà bọn họ không thể với tới. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn Cố Hải Nguyên đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, khu vui chơi của ông sẽ được tiếp quản. Trước khi tìm được con gái tôi, khu vui chơi sẽ tạm dừng hoạt động vô thời hạn. Ngoài ra, ông đi triệu tập tất cả nhân viên của khu vui chơi lại đây, tôi muốn hỏi bọn họ. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Cố Hải Nguyên sợ hãi từ tận đáy lòng, ông ta quỳ dưới đất, đầu cúi gằm, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày trên chân người đàn ông trước mặt. Sau đó, ông ta thận trọng sợ hãi, run rẩy gầm lên trong nhóm làm việc, tất cả mọi người lập tức có mặt ở sảnh chính. Tất cả nhé, nói xong câu này, đầu Cố Hải Nguyên túa đầy mồ hôi lạnh, vẫn quỳ dưới đất, chờ mệnh lệnh của Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn nhìn về phía Tống Hậu Lượng, vẻ mặt u ám, nói Tổng Tư lệnh Tống, anh đi hỏi đi, tôi tin chắc trong số họ có người quen biết mấy kẻ đó. Tống Hậu Lượng hiểu ra, lạnh lùng nói với Cố Hải Nguyên ở dưới đất, ông chủ Cố, ông đứng lên đi cùng tôi. Cố Hải Nguyên vội vàng đứng dậy, vẫn khom người, không dám nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, chậm rãi lùi ra khỏi phòng họp. Sau khi rời khỏi phòng họp, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tống Hậu Lượng ở bên cạnh, vội vàng hỏi, Tổng Tư lệnh Tống, ngài ấy là ai vậy? Tống Hậu Lượng trợn mắt lườm ông ta, lạnh lùng đáp, ông chủ Cố, điều gì không nên hỏi thì ông đừng hỏi. Ông chỉ cần biết, nếu không tìm được cô bé đó, thì khu vui chơi của ông sẽ đóng cửa, ông sẽ phá sản, chúng tôi sẽ mất chức, thậm chí là phải tả tội. Ông rõ chưa? Cố Hải Nguyên dùng mình, vội vàng cúi đầu, nói tôi biết, tôi biết. Khoảng 20 phút sau, Tống Hậu Lượng trở lại phòng họp, nói với Tiêu Chính Văn, chủ soái, tôi đã hỏi rõ rồi, trong số họ đúng là có người biết hai tên côn đồ đó. Theo lời anh ta thì hai tên côn đồ đó là khách quen ở đây, thường hay thu phí bảo kê gì đó. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì nhíu mày, lạnh lùng hỏi, người đứng đằng sau bọn chúng là ai? Tống Hậu Lượng nhíu chặt mày, lắc đầu đáp, cái này thì vẫn chưa điều tra được. Tra đi, bất kể liên quan đến ai, liên quan đến thế lực nào, cũng phải điều tra bằng được cho tôi, Tiêu Chính Văn nổi giận quát, lửa giận trong lòng ngày càng bốc lên ngùn ngụt. Cùng lúc đó, trong một nhà máy sửa chữa ô tô trong khu công nghiệp bỏ hoang ở khu Tây Tu Hà. Một chiếc xe van màu đen nhanh chóng lái từ con đường lầy lội gập ghềnh tới, cắm đầu vào bụi cỏ dại dưới đất, sau đó dừng trước cửa nhà máy sửa chữa ô tô bỏ hoang.
đuôi xe bốc khói mù mịt. Cạch, cửa xe mở ra, hai tên thanh niên mặc áo khoác màu đen nhảy xuống, đầu tiên bọn chúng quan sát xung quanh, rồi mới đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, một tên đi ra phía sau, vác Nana đã bị trói tay chân xuống xe. Nana giãy giụa, khóc hu hu, đôi mắt to tròn đầy nước mắt, nhìn hai tên người xấu trước mặt, trong lòng cô bé vô cùng sợ hãi. Anh ơi, Nana không làm chuyện gì xấu, em xin anh hãy thả em ra đi, hu hu hu, bố chắc là lo lắng lắm, chắc là nhớ Nana lắm, anh ơi, anh có thể thả em ra không? Một tên thanh niên tát luôn cho Nana một cái, quát, khóc cái gì mà khóc? Mày mà khóc nữa tao cắt lưỡi, còn đòi tao thả mày á? Tao nói cho mày biết, con oát, lát nữa tao bắt cả bố mày đến nữa. Cho hai bố con mày chết cùng nhau luôn. Câu này khiến Nana yếu đuối lập tức im bặt tiếng khóc. Sau đó, cô bé bị lôi vào trong nhà máy, được cởi dây trói rồi bị ném vào một căn phòng tối om. Trong phòng toàn là các linh kiện xe bị bỏ, lâu ngày không thấy ánh mặt trời, trong không khí còn có mùi ẩm mốc và hôi thối. Nana sợ hãi co rúm người vào một góc, nước mắt giàn giụa nhìn cánh cửa sắt bị đóng lại. Cô bé lao tới, khóc lóc gào lên, đừng mà, Nana sợ lắm. Hu hu hu, anh ơi, anh có thể thả Nana ra không? Bố ơi, bố mau tới cứu Nana đi. Hu hu hu, Nana yếu đuối nhỏ bé đứng sau cánh cửa sắt một cách bất lực, đáng thương. Cô bé cúi đầu, khóc sướt mướt không ngừng, nhỏ giọng gào lên, Nana không khóc, Nana phải kiên cường, bố nhất định sẽ đến cứu Nana. Nana không khóc. Đúng lúc này, một bóng đen to lớn xuất hiện phía sau Nana, con ngươi đỏ ngầu, phát ra tiếng ư ử trầm thấp. Tiếng ư ử trầm thấp kia vừa giống sói vừa giống chó, khiến Nana sợ đến mức vội vàng quay người lại. Khi nhìn thấy đằng sau mình là một con chó hoang rất to, Nana hốt hoảng lùi lại phía sau mấy bước, co rúm lại một góc, dán sát người vào tường, run lẩy bẩy. Con chó hoang kia to gấp hai lần người Nana. Đôi mắt cô bé ẩn ẩn nước, mặt mũi lấm lem, nhìn con chó hoang đang nhe răng chảy nước dãi trước mặt, vô cùng sợ hãi. Hu hu hu. Đừng ăn thịt tôi, đừng ăn thịt Nana, Nana không ngon đâu, bố ơi, Nana sắp chết rồi sao? Bố mau đến cứu Nana đi, Nana co rúm người lại, run như cầy sấy. Con chó hoang kia cũng chu lên một tiếng, sau đó lao thẳng về phía Nana, hàm răng sắc nhọn của nó chảy đầy nước dãi hôi hám. A! À, Nana sợ hãi hét lên thảm thiết. Chương 151, đánh gãy hai chân. Con chó hoang to lớn nhe nanh vuốt đầy máu của mình lao về phía Nana. Nana kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng leng keng của sợi dây sắt vang lên khắp nhà kho. Con chó hoang bị xích ở cổ, phía sau là một sợi dây sắt dài buộc vào cột thép ở một bên. Cái miệng to lớn gớm ghiếc và những chiếc răng nanh sắc nhọn của con chó hoang chỉ cách Nana một bàn tay. Nana sợ đến mức cuộn tròn người lại thành quả bóng, cả người run lên bần bật. Bố ơi! Bố ơi, mau đến cứu Nana, cứu Nana. Cô bé tội nghiệp bất lực bị con chó hoang dọa cho sợ hãi ngất đi, cô bé ngã xuống đất, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm câu nói này. Con chó hoang cũng ngừng kêu ầm ĩ, nó liếc nhìn Nana đang run rẩy cuộn tròn trên mặt đất, bước tới, sau đó lại xoay người đi về phía chuồng của mình, chậm rãi nằm xuống, liên tục liếm hai chân trước của mình. Thì ra vết máu trên chân trước của nó là do con người làm bị thương. Một lúc lâu sau, Nana mới mở mắt ra, kinh ngạc ngồi dậy, ôm hai chân ngồi trong góc, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm con chó hoang đang nằm cách xa trên mặt đất. Con chó hoang thích thú liếc nhìn Nana, sau đó lại nằm xuống. Nana quan sát một lúc, mạnh dạn tiến về phía con chó hoang. Con chó hoang cảnh giác liếc nhìn Nana, có thể trong mắt nó, Nana không có chút uy hiếp nào, nó chỉ liếc mắt vài cái, sau đó lại cúi đầu nằm xuống. Nana bước từng bước tới bên cạnh con chó hoang, ngồi xổm xuống, thử vươn bàn tay nhỏ bé sờ đầu chó hoang, yếu ớt nói, chó ơi, đừng sợ, lát nữa bố sẽ đến cứu Nana, cũng sẽ cứu mày, bố Nana lợi hại lắm, một mình bố có thể đánh bao nhiêu người đấy. Chó hoang có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được Nana vuốt ve, nó lắc cái đầu, liếm bàn tay nhỏ bé của Nana, phát ra âm thanh khịt khịt. Nana bị chó hoang liếm tay bật cười khúc khích. Khi nhìn thấy vết thương trên chân trước của chó hoang, Nana vội vàng lấy đai váy của mình, cẩn thận băng bó cho chó hoang rồi nói, đây là mẹ dạy Nana đấy. Sau khi băng bó xong, Nana nằm xuống, dựa vào chó hoang,
thì thầm, bố nhất định sẽ đến cứu Nana. Cạch cạch cạch. Đột nhiên, cánh cổng sắt mở ra. Hai thanh niên trẻ tuổi cầm gậy bóng chày trên tay bước vào. Con chó hoang to lớn đột nhiên đứng lên chặn trước mặt Nana, hai mắt đỏ au, sống chết nhìn chằm chằm vào hai thanh niên đó, nhè răng nanh sắc nhọn, phát ra âm thanh gầm gừ. Hai thanh niên đó nhìn thấy con chó hoang đang bảo vệ Nana, lập tức cười khẩy ái chà. Thú vị thật đấy, một con chó hoang bảo vệ một đứa con hoang. Dám nhè nanh múa vuốt với ông mày à, ông đánh chết mày. Nói xong, tên thanh niên đập gậy bóng chày trên tay vào giá thép bên cạnh để chọc tức con chó hoang. Con chó hoang to lớn lại gầm lên, lao về phía trước một cách hung tợn. Tên thanh niên đó cũng sửng sốt, đứng không vững, ngã phịch xuống đất. Cũng may, hắn đứng ngoài phạm vi tấn công của con chó hoang, toàn bộ nhà kho vang vọng tiếng dây xích bị kéo lê trên mặt đất. Tên thanh niên còn lại thấy người anh em của mình bị chó hoang làm cho hoảng sợ té ngã, lập tức bật cười chế nhạo, Lục Tử, anh có được không thế, vậy mà lại bị con chó hoang dọa ngã lăn quay ra đất. Tên Lục Tử lập tức phẫn nộ, hắn đứng dậy, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm con chó hoang, giống lên, chết tiệt. Dám xông tới đòi cắn ông mày đánh chết mày. Nói xong, Lục Tử cầm gậy bóng chày xông về phía chó hoang đánh cho nó một trận như tử. Bởi vì con chó hoang bị xích, lúc đầu nó còn gầm gừ vài tiếng, nhưng sau đó chỉ đành chịu đựng bị đánh. Tiếng chó hoang kêu lên thảm thiết vang vọng khắp nhà kho. Nana trốn ở một bên, nhìn thấy con chó hoang bị đánh một cách đau đớn ngã xuống đất, hộc máu miệng, cô bé liền khóc nức nở nhào lên, quỳ rạp xuống đất, túm lấy gấu quần của Lục Tử, hét lớn, anh ơi, xin anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nó sắp bị đánh chết rồi, hu hu hu, bụp. Lục Tử thẳng thừng đá Nana ra, Nana bị đá một nhát vào bụng, cô bé ôm bụng ngã xuống đất, ứa nước mắt nhìn con chó hoang đau đớn kêu gào thảm thiết đang nằm trên vũng máu. Chết tiệt, đứa con hoang như mày lại còn cầu xin cho con chó này cơ đấy. Vậy bây giờ ông đây sẽ đánh mày. Lục Tử xoay người, bước từng bước về phía Nana, cầm gậy bóng chảy dính máu trong tay. Nana run lên vì sợ hãi, cô bé khó khăn bò dậy. Lùi từng bước vào trong góc tường, khuôn mặt lấm lem sợ hãi đầy nước mắt ngước lên nhìn Lục Tử cao lớn trước mặt trông không khác gì ác quỷ đến từ địa ngục. Hu hu hu, đừng đánh em mà, đừng đánh em mà, bố em rất lợi hại đấy, bố nhất định sẽ đến cứu em, sẽ đánh chết mấy người, Nana khóc. Lục Tử cười khẩy, nói, bố mày cũng chỉ là một con chó hoang thôi mà đòi cứu mày à. Mày đừng nằm mơ nữa. Mày đợi bị bọn tao bán vào trong núi làm con dâu cho nhà người ta đi. Nói xong, Lục Tử giơ cây gậy bóng chày trong tay lên, chuẩn bị đánh vào đầu Nana. Nếu như bị đánh như vậy, não Nana rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, tiếng chó sủa vang lên, con chó hoang nằm trong vũng máu đột nhiên vùng dậy, nhảy lên từ phía sau, há miệng nhe nanh sắc nhọn cắn mạnh vào cánh tay đang cầm gậy bóng chày của Lục Tử. À à à, chó chết! Mày là đồ chó chết, mày dám cắn ông mày à? Lục Tử bị chó hoang cắn vào cánh tay, máu chảy đầm đìa, hắn đau đớn cua cua nắm đấm, không ngừng đập mạnh vào đầu con chó hoang. Nhưng con chó hoang vẫn không chịu nhả ra. Ông đây đánh chết mày, Lục Tử như phát điên, rút một con dao găm từ trong túi quần ra, đâm từng nhát vào người con chó hoang. Ngay lập tức, trên đất bê bết máu, con chó hoang đó kêu lên vài tiếng, sau đó ngã xuống vũng máu. Toàn thân không ngừng co giật. Lục Tử thoát nạn, ôm cánh tay đầy máu của mình, tức giận dậm chân mấy phát. Mẹ kiếp, mau đưa ông đến bệnh viện, Lục Tử hét lớn với người đàn ông bên cạnh. Sau khi Nana nhìn thấy hai tên đó rời đi, lập tức xông tới, nước mắt đầm đìa, nhìn chú chó hoang đang thở hồng hộc trong vũng máu, hét lớn, chó ơi, mày đừng chết mà, bố sẽ đến cứu Nana sớm thôi, bố nhất định sẽ đến cứu mày. Hu hu hu, nhưng Nana vừa dứt lời, chú chó hoang đã chút hơi thở cuối cùng. Nana nhào tới bên cạnh chú chó, khóc lóc thảm thiết. Nửa tiếng sau, Lục Tử băng bó xong lại xuất hiện trong nhà kho. Lúc này, sắc mặt hắn u ám bước vào, lập tức kéo bím tóc của Nana, tàn nhẫn lôi cô bé ra khỏi nhà kho, ném xuống đất, hắn hét lớn, đồ con hoang. Đến giờ rồi, chúng tao sẽ tiễn mày đi. Nana vô cùng kinh hãi. Thân hình nhỏ bé quỳ rạp trên đất, hét lớn với Lục Tử, anh ơi, cầu xin anh tha cho Nana, hừ. Tha cho mày, đừng có nằm mơ.
trước đó, tao sẽ phế hai chân của mày, tránh việc mày chạy lung tung. Lục Tử nói xong, rút một thanh thép ở bên cạnh, kéo lê thanh thép trên mặt đất, phát ra âm thanh đáng sợ, Na Na hoảng loạn vội vàng bỏ chạy. Nhưng gã đàn ông kia đã túm lấy Na Na và đè cô bé xuống đất. Á, đừng mà, anh ơi đừng mà, hu hu hu, Na Na không làm chuyện gì xấu mà, bố ơi bố mau tới cứu Na Na, Na Na vùng vẫy khóc lóc, khuôn mặt sợ hãi đầm đìa nước mắt. Khóe miệng Lục Tử nhếch lên, giơ thanh thép trong tay lên cao, hung hăng định đập vào chân Na Na. Chương 152, tiêu diệt cửu gia. Bụp. Vào thời khắc then chốt, một tiếng súng vang lên, một viên đạn cắt qua không trung, găm vào cánh tay của Lục Tử, xuyên qua cánh tay của hắn, khiến máu bắn ra tung tóe. Á, tay của tao, tay của tao. Lục Tử kêu gào thảm thiết, thanh sắt trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn kinh hoàng nhìn về phía trước, thấy một số xe jeep quân sự, xa tuần tra với đèn xanh đỏ nhấp nháy, xe bọc thép chống nổ có vũ trang màu đen đều đang ở phía trước. Bịch bịch bịch. Ngay lập tức, tất cả binh lính được trang bị vũ trang nhảy khỏi những chiếc xe này, bọn họ nhanh chóng khống chế hiện trường, bao vây đám người Lục Tử, đồng thời chĩa súng vào bọn chúng. Lục Tử và gã đàn ông còn lại trở thành tầm ngắm. Chỉ cần bọn chúng hành động hấp tấp sẽ lập tức bị bắn chết. Lục Tử và gã đàn ông kia cả đời chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc đó sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống mặt đất. Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi, Lục Tử kêu gào thảm thiết. Nhưng lúc này, một bóng người từ phía sau bước lên, khi nhìn thấy Na Na bị thương khắp người, máu me be bét đang nằm trên mặt đất, Tiêu Chính Văn vô cùng tức giận, sát khí đằng đằng bốc lên tận trời xanh. Anh lao tới, bế Na Na lên, quan tâm hỏi, Na Na, bố xin lỗi, bố đến muộn rồi, con không bị thương ở đâu chứ? Na Na nhào vào lòng Tiêu Chính Văn, bật khóc hu hu, nói, bố ơi, chú chó chết rồi, chú chó bị bọn chúng đánh chết rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu, được, để bố báo thù thay con và chú chó. Nói xong, Tiêu Chính Văn bế Na Na tới, giao cho nhân viên y tế đi cùng. Sau đó, sát khí trong người anh toàn được giải phóng. Anh xoay người, ánh mắt giống như thần chết nhìn chằm chằm vào Lục Tử đang không ngừng chảy máu, quỳ trên mặt đất. Bụp! Anh đi tới, đá bay tên Lục Tử, khiến hắn nặng nề bay về phía sau, đập vào chiếc xe bỏ hoang ở bên cạnh rồi ngã xuống đất. Cú đá này khiến Lục Tử gãy mấy cái xương sườn, hắn nằm ngắc ngoải trên mặt đất, dùng cánh tay còn lại ôm ngực và bụng mình, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiêu Chính Văn đang nhặt thanh sắt ở phía trước lên, trên người anh tỏa ra sát khí ngút trời, bước từng bước về phía hắn. Khoảnh khắc đó, trời đất chao đảo. Mây trên bầu trời như bị nhiễm sát khí của Tiêu Chính Văn, hóa thành lớp mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ bầu trời Tu Hà. Đoàng đoàng đoàng, tiếng sấm rền vang, tia sét xẹt qua xé tan bầu trời. Cả Tu Hà lúc này chìm trong áp lực lớn chưa từng có. Tiêu Chính Văn giơ thanh sắt trong tay lên, chỉ vào Lục Tử, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, nói, ai ra lệnh cho chúng mày làm như vậy? Lục Tử quỳ trên đất, miệng đầy máu, run rẩy lắc đầu, không, không thể nói được, nếu như nói, cả nhà tôi từ già đến trẻ đều sẽ bị giết chết. Bụp. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn lập tức đập thanh sắt trong tay vào chân Lục Tử. Rắc rắc. Tiếng xương gãy vang vọng khắp nhà xe bỏ hoang. Lục Tử lăn lộn trên mặt đất, ôm chặt cái chân đã bị gãy của mình, gào lên dữ dội, á á á. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi nói. Là cửu gia, là cửu gia bảo chúng tôi làm như vậy. Đoàng. Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Hai mắt Tiêu Chính Văn đỏ ngầu, thốt ra mấy từ cửu gia, kiều cửu. Sau đó, anh ném thanh sắt trong tay xuống, nhanh như một tia sáng, xuyên thẳng qua ngực của Lục Tử, đóng hắn lại trên mặt đất của nhà xe bỏ hoang này. Lục Tử đã chết, chết một cách không thể tàn nhẫn hơn được nữa. Gã đàn ông còn lại nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức ngất đi, sau đó bị lôi đi trên mặt đất. Tiêu Chính Văn xoay người, bước ra khỏi nhà xe bỏ hoang, ra lệnh, thông báo cho Hàn Lợi Dân, Tống Hậu Lượng, còn có Châu Hoàng Học, hôm nay, tôi nhất định phải tiêu diệt cửu gia. Khoảnh khắc đó, bầu trời phía sau Tiêu Chính Văn, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp lập lòe, giống như cảnh tượng của ngày tận thế. Lộp bộp, mưa rơi xuống, cả Tu Hà lúc này chìm ngập trong cơn mưa dữ dội. Gió thổi ầm ầm,
tiếng sấm vang rền. Bầu trời u ám đến đáng sợ. Các hàng quán trên đường phố Tu Hà đều đã đóng cửa. Dưới cơn mưa dữ dội, xe jeep quân sự và xe tuần tra đưa các binh lính được trang bị vũ trang đầy đủ lao nhanh như con thoi trên đường, hướng về nhà của Kiều Cửu. Tất cả mọi người dân Tu Hà đều hoảng sợ khi nhìn thấy những chiếc xe jeep quân sự và xe tuần tra này phi nước đại trên đường phố, trong lòng họ đều biết hôm nay đất Tu Hà không yên bình, sợ rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 153, là tôi. Lúc này, một tòa nhà vườn cổ kính ở ngoại ô Tu Hà. Đây là nơi ở của Cửu gia Kiều Cửu, khu nhà vườn trị giá 30 triệu nhân dân tệ. Bên trong toàn bộ là cấu trúc tứ hợp viện cổ điển. Chia thành sân ngoài và sân trong, hòn non bộ đủ hình đủ dáng. Ở sân trọng rộng hơn 20 mét vuông, còn có thể ngắm sao, mặt trời, mặt trăng. Lúc này, cái kiềng ba chân bằng đồng ở giữa sân đã hứng không ít nước mưa. Mưa tạt vào kiềng đồng vang lên tiếng tí tách. Cả tứ hợp viện trông thật u ám. Lúc này, Kiều Cửu đang ở sảnh trong, ông ta bị mắt, chơi trốn tìm với một loạt các cô gái nóng bỏng quyến rũ. Tiếng cười ha ha vang vọng cả căn phòng. Những cô gái trẻ trung xinh đẹp này, người thì cao, người thì sexy, người thì ba vòng gợi cảm, người thì nhỏ nhắn xinh xắn, đôi chân trắng ngần của bọn họ thật khiến người ta chói mắt. Đặc biệt là những âm thanh quyến rũ vang lên càng gây nghiện. Khung cảnh thật đẹp. Ha ha, đừng chạy mà người đẹp. Lúc này Kiều Cửu đang bịt mắt, cầm điếu xì gà trong tay. Ông ta lao về phía một người phụ nữ có bộ ngực và chiếc mông căng tròn, ôm cô ta từ phía sau, hôn lên cổ vài cái rồi cười nói, ha ha ha. Bắt được cưng rồi, tối nay, cưng sẽ là của anh. Cô gái ăn mặc hở hang, ba vòng đều vô cùng gợi cảm, nũng nịu đẩy Cửu gia ra, yểu điệu nói, ui chao, Cửu gia, anh hư quá, nóng lòng muốn ăn người ta như vậy, bịch. Bịch. Đúng lúc này. Những tiếng bước chân dồn dập trong vũng nước vang lên khắp sảnh trong. Đoàng. Một tiếng sấm rền vang, xé toang cả nền trời, chiếu sáng cả bầu không khí, tỏa sáng như ban ngày. Vương Hổ mặc bộ vest màu đen lộ ra vẻ cung kính, đứng ở trước sảnh trong, dưới cơn mưa, không dám ngẩng đầu lên. Trong sảnh, Kiều Cửu vẫn đang mải trêu ong gẹo bướm. 10 phút sau. Bụp bụp bụp. Những tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên. Năm tên thuộc hạ mặc vest lo lắng đi tới, xuất hiện ở sảnh trong, đứng trong lưng Vương Hổ, cũng đang đứng dưới cơn mưa. Không ai dám lên trước làm phiền thú vui của Kiều Cửu. Bởi vì, từng có người quấy rầy Kiều Cửu đang vui đùa, người đó đã bị cắt ra thành nhiều mảnh. Một lúc lâu sau, Kiều Cửu vui vẻ đủ rồi, bước ra khỏi vòng tay của đám phụ nữ, miệng ngậm điếu xì gà, ánh mắt lạnh lùng hỏi, có chuyện gì mà hoảng sợ như vậy? Vương Hổ đã ướt nhẹp. Cúi gằm đầu, cung kính đáp, Cửu gia, xảy ra chuyện rồi, người chúng ta sắp xếp đi bắt đứa nhỏ đã mất liên lạc rồi. Mất liên lạc, có chuyện gì vậy? Kiều Cửu nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc, nói, không phải cậu nói đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Người đâu? Vương Hổ quỳ phịch xuống đất, nói, Cửu gia, là thuộc hạ không làm xong chuyện. Thuộc hạ đáng chết, nhưng mà bây giờ toàn bộ thành phố đã bị phong tỏa rồi, người của đội thanh tra đều đã được phái đi. Tôi nghĩ chắc là có liên quan đến chuyện này. Kiều Cửu cau mày, bỏ hai tay ra khỏi cổ của cô gái bên cạnh, lạnh lùng nói với Vương Hổ, cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Đó chỉ là diễn tập thôi, làm sao có thể liên quan đến chuyện này được? Cậu muốn nói với tôi, con nhóc mà tôi bảo cậu đi bắt về, đứa con của con chó hoang Tiêu Chính Văn ấy có thể khiến sở chỉ huy quân đội Tu Hà, đội thanh tra, còn có đội chống khủng bố có vũ trang đều đến ứng cứu sao? Chuyện này, Vương Hổ cũng mất tự tin. Hắn cũng không dám tin. Cửu gia lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn đám thuộc hạ đang ấp a ấp úng, ông ta lạnh lùng gầm lên, còn chuyện gì, nói. Vài tên thuộc hạ lập tức cung kính đáp. Cửu gia, câu lạc bộ Hoàng Triều ở khu phía Nam đã bị phong tỏa rồi. 7 hộp đêm và 4 sòng bạc ngầm ở khu phía Bắc vừa bị cảnh sát kiểm tra đóng cửa rồi. 4 quán bar và quán karaoke ở khu phía Tây cũng đã bị phong tỏa. Từng người một nói ra tin tức của mình. Đoàng đoàng đoàng. Một luồng sấm sét từ trên trời đột nhiên xẹt qua không trung, chiếu sáng toàn bộ khu nhà và khuôn mặt của Kiều Cửu. Căn hận, tức giận, điên cuồng còn có sát khí vô tận. Kiều Cửu là một trong số 4 ông hoàng của thế lực ngầm Tu Hà. Ông ta đã canh giữ Tu Hà hơn chục năm, chưa từng chịu thua thiệt.
huống gì có người dám đóng cửa các địa bàn làm ăn của ông ta. Ai làm? Âm thanh u ám phẫn nộ phát ra từ lồng ngực của Kiều Cửu khiến toàn biệt viện chấn động. Là tôi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vọng vào từ ngoài cửa. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở cổng với sát khí bức người. Bạc, Hàn Lợi Dân mặc quân phục, tự mình mở chiếc ô lớn màu đen để che mưa cho Tiêu Chính Văn. Chương 154, cảnh tượng kinh khủng. Mưa răng kín lối, bầu trời âm u, sấm sét rền vang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tứ hợp viện. Sát khí trên mặt Tiêu Chính Văn lúc này cực kỳ nồng đậm. Cơn mưa không ngớt làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Dưới hiên bên này có cái kiềng ba chân bằng đồng, dưới mưa phát ra tiếng kêu tanh tách. Bầu không khí u ám khiến người ta cảm thấy khó thở. Kiều Cửu nhướng mày, xuyên qua màn mưa, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn, lông mày nhíu lại, một lúc lâu sau, vẻ mặt u ám, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn. Ha ha ha, thú vị đấy, không ngờ mày lại tìm tới đây. Xem ra tao đã coi thường mày rồi. Lúc này Tiêu Chính Văn lạnh lùng, sát khí tụ lại giữa hai hàng lông mày khiến cho bầu không khí xung quanh càng trở nên ảm đạm. Kiều Cửu, từ hôm nay trở đi, Cửu Long Đường của ông sẽ phải giải tán. Tiêu Chính Văn bình thản nói, như thể anh đang nói một chuyện rất bình thường, không thể nhìn thấu cảm xúc của anh. Tuy nhiên, câu nói này khiến đám người Kiều Cửu rùng mình. Sau đó, Kiều Cửu bật cười thành tiếng, hỏi ngược lại, mày nói gì cơ, muốn Cửu Long Đường của tao giải tán á? Thằng nhãi, mày có biết mày đang nói vớ vẩn gì không? Mày chỉ là thằng ở rể nhà họ Khương, là con chó hoang nhà họ Tiêu, có tư cách gì mà nói những lời ngạo mạn đó với ông? Mày muốn chết đúng không? Vừa dứt lời, đám người Vương Hổ đứng trước mặt ông ta cũng cay nghiệt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, gầm lên. Quá quát, dám nói chuyện với Cửu gia như vậy, đúng là không biết tự lượng sức mình. Khuyên chúng mày lập tức cút ra khỏi đây, nếu như Cửu gia tức giận nhất định sẽ chôn sống cả đám chúng mày. Thật nực cười, còn nói sẽ cho Long Cửu Đường giải tán, cho dù là thiên gia của Tu Hà cũng không nói được câu đó. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm. Tiêu Chính Văn bình thản đứng dưới chiếc ô đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều Cửu đứng cách 10 mét, nói tôi muốn giải tán Long Cửu Đường, không ai có thể ngăn cản được. Được, được lắm, đủ ngông cuồng đấy. Kiều Cửu cười khẩy, sau đó nói, vậy để tao xem, một con chó hoang như này có thủ đoạn gì có thể khiến Long Cửu Đường của tao giải tán. Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh Tiêu Chính Văn. Kiều Cửu, nếu tôi nói muốn ông giải tán Long Cửu Đường thì sao? Hàn Lợi Dân lạnh lùng nói, lửa giận trong mắt đã không thể kiềm chế được nữa. Kiều Cửu này đúng là quá ngông cuồng, trước mặt chủ soái Bắc Lương mà vẫn dám ngạo mạn như vậy. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc này, Kiều Cửu lo lắng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hàn Lợi Dân, bởi vì màn mưa quá dày, ông ta không kịp để ý tới Hàn Lợi Dân đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn. Khi giọng nói cất lên, ông ta mới nhìn kỹ qua đó. Bùm! Ngay lập tức, Kiều Cửu run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt, nói anh là thiếu tá Hàn Lợi Dân sao? Đúng vậy, chính là tôi, Hàn Lợi Dân lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên sự thù địch. Lúc này, Kiều Cửu hoảng sợ. Ông ta không thể ngờ rằng, người bên cạnh Tiêu Chính Văn lại là thiếu tá Hàn của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Tuy nhiên, ngay lập tức, Kiều Cửu lạnh nhạt nói, thiếu tá Hàn, nếu như anh tới đây làm khách, Kiều Cửu tôi rất hoan nghênh anh, nhưng nếu như anh đến đây để giúp con chó hoang kia, vậy thì Kiều Cửu tôi sẽ làm một trận mưa to gió lớn ở Tu Hà. Dù sao, ở tứ hợp viện này của tôi, chết vài người cũng chẳng có ai biết là do tôi làm cả. Gần như trong chốc lát, Kiều Cửu đã hạ quyết định. Đây nhất định là ai đó ở Tu Hà muốn ra tay với mình, ông ta nhất định không thể ngồi chờ chết được. Khi Kiều Cửu vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên, một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình xông vào sân, trên tay đều cầm thanh thép và dao, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thiếu tá Hàn, tôi khuyên anh, nên rời đi đi, Kiều Cửu lạnh lùng nói. Hàn Lợi Dân nhìn thấy vậy, lập tức phẫn nộ. Không ngờ rằng ở đất anh ta cai quản lại có một kẻ ngông cuồng không sợ chiến khu như Kiều Cửu. Đây rõ ràng là không coi sở chỉ huy quân đội Tu Hà ra gì. Ngông cuồng. Thật sự quá ngông cuồng. Kiều Cửu, ông có biết ông đang làm gì không?
Hàn Lợi Dân phẫn nộ gầm lên, hai mắt đỏ au, khuôn mặt đầy tức giận. Kiều Cửu bật cười, nói tôi biết mình đang làm gì, Kiều Cửu tôi không phải là người sẽ ngồi chờ chết, tôi phải cứng rắn, đến vợ mình cũng có thể giết. Cùng lúc đó, Kiều Cửu nháy mắt với Vương Hổ nhanh chóng bấm điện thoại di động. Trong vòng 5 phút, dưới cơn mưa, khoảng tầm 4-50 chiếc xe tải và ô tô màu đen xuyên qua màn mưa, nhanh chóng dừng lại bên ngoài tứ hợp viện. Sau đó, cánh cửa đạp tung ra. Đám thanh niên xã hội đen tay cầm dao thép nhảy xuống khỏi xe, trên người đều mang theo sát khí dữ tợn, vừa dẫm lên vũng nước mưa vừa gầm lên dữ dội. Bọn chúng ướt sũng trong màn mưa, nhanh chóng xông vào trong tứ hợp viện. Ngay lập tức, toàn bộ tứ hợp viện đều đã bị người của Kiều Cửu bao vây. Lúc này, Kiều Cửu vô cùng lãnh đạm, nói lớn, thiếu gia Hàn, bây giờ, trong ngoài tứ hợp viện này đều là người của tôi, cỡ khoảng 200 người. Hàn Lợi Dân lạnh lùng liếc xung quanh, phía trước và phía sau bọn họ lúc này đều là những thanh niên với vẻ mặt u ám, trên tay cầm một con dao sáng quắc. Hàn Lợi Dân cau mày, nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, nhỏ giọng nói, chủ soái, anh có muốn trực tiếp ra tay không? Tiêu Chính Văn bình thản nhìn Kiều Cửu đang được một đám người vây quanh, lạnh lùng nói, ông cho rằng mình thắng rồi sao? Ha ha ha, Kiều Cửu phá lên cười, trong mắt đầy khinh thường và dữ tợn nói, Tiêu Chính Văn, mặc dù tao không biết mày và thiếu tá Hàn Lợi Dân có quan hệ gì, nhưng hôm nay, chúng mày phải chết cùng nhau. Nói xong, Kiều Cửu bắn ra sát khí trong mắt, lập tức xua tay, gầm lên, giết hết bọn chúng cho tôi. Sau đó ném vào núi cho sói ăn. Trong khoảnh khắc, đám xã hội đen bao vây tứ hợp viện, trên tay cầm dao, bước từng bước về phía đám người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đứng ở dưới ô, thờ ơ lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, sau đó châm lửa, hít một hơi, nhả ra làn khói trắng, lạnh lùng nói, ra tay đi. Hàn Lợi Dân nhận lệnh, nhanh chóng lấy bộ đàm bên cạnh ra, gầm lên, tất cả mọi người, lập tức ra tay. Ai dám phản kháng, giết ngay lập tức, đoàng. Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời, Kiều Cửu hoảng sợ. Lẽ nào bọn chúng vẫn còn quân tiếp viện? Lúc này, bên ngoài tứ hợp viện, hàng chục chiếc xe bọc thép màu đen chống nổ, ba chiếc xe màu xanh chuyên dụng của quân đội, còn có hàng chục xe tuần tra đèn xanh đèn đỏ bất ngờ ập đến. Tiếng còi báo động vang vọng khắp đất trời. Bịch bịch bịch. Trên xe, một đội binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ nhanh chóng nhảy xuống. Trong đó còn có một số người mặc quân phục màu đen, đội mũ beret màu đen, đi giày chiến đấu, một số khác mặc quân trang huấn luyện dã chiến màu xanh lá cây và được trang bị quân dụng, bọn họ đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, tay cầm súng, nhanh chóng bao vây tứ hợp viện. Sau đó, từng thành viên của các đội liên tục xông vào trong tứ hợp viện. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân kinh người trong vũng nước mưa vang vọng khắp đất trời. Từ trên cao nhìn xuống. Trong ngoài tứ hợp viện đều là bóng người đen kịt. Và tiếng cánh quạt gió vù vù bỗng vang vọng khắp không gian. Ba chiếc máy bay chiến đấu của quân đội lúc này giống như những con đại bàng, bay lượn ngay phía trên tứ hợp viện. Chương 155, Cửu gia bị tiêu diệt. Sợi dây thường được thả xuống từ trên máy bay. Đột nhiên, hàng chục binh lính chống khủng bố được trang bị vũ khí đầy đủ và các binh lính lữ đoàn đặc chiến như những vị thần từ trên trời rơi xuống. Sau đó, bọn họ nhanh chóng tới bảo vệ cho đám người Tiêu Chính Văn và Hàn Lợi Dân, bọn họ cầm súng, chĩa về phía bên ngoài, gầm lên, bỏ vũ khí xuống. Bằng không thì chết. Bỏ vũ khí xuống, bằng không thì chết, lời cảnh cáo cuối cùng. Bỏ vũ khí xuống, nếu không sẽ chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại các lối ra vào của tứ hợp viện, các binh lính cầm súng lập tức xông vào. Gần như ngay lập tức, tứ hợp viện này đã bị kiểm soát hoàn toàn. Bỏ vũ khí xuống, bỏ xuống. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Bằng không sẽ chết, ôm đầu cúi xuống, cúi xuống. Tiếng hét lớn này khiến đám thanh niên xã hội đen đang cầm dao sợ hãi, lúc này bọn chúng đều hoảng loạn. Hầu hết bọn chúng đều vứt vũ khí xuống, ngồi xổm trên mặt đất và ôm đầu. Một số muốn chống trả, nhưng các binh lính đã lao thẳng lên, đá bay vô số người, sau đó lập tức chĩa súng vào đầu bọn chúng, gầm lên, đã khống chế. Còn một số cầm dao xông tới chém. Pằng pằng pằng. Đột nhiên, tiếng súng vang vọng cả tứ hợp viện, vô số người trúng đạn, đám thanh niên xã hội đó ngã xuống vũng máu, máu và nước mưa hòa quyện vào nhau, khung cảnh rất kinh hoàng. Tổ 1 đã khống chế.
Tổ 2 đã khống chế, tổ 3 đã khống chế. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thuộc hạ trong tứ hợp viện của Kiều Cửu đều đã bị khống chế. Ngay cả đám người Vương Hổ lúc này cũng đang nằm ngắc ngoài trên mặt đất. Kiều Cửu thấy vậy, xoay người định chạy. Tuy nhiên, đằng sau sảnh trong, một nhóm binh lính đã cầm súng xông vào. Bụp! Một người trong số đó đá thẳng vào ngực Kiều Cửu, đá ông ta văng ra ngoài, vẽ một đường vòng cung trong không trung, nặng nề rơi xuống đất, ngã vào vũng nước. Ngay lúc đó, Kiều Cửu phun ra một ngụm máu, ôm bụng, cảm thấy xương sườn của mình bị cú đá vừa rồi làm cho gãy nát, đau đến thấu xương, ngay cả hơi thở cũng có mùi máu. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ từ tới gần, một đôi giày thể thao đứng trước mặt Kiều Cửu. Kiều Cửu quỳ trên mặt đất, cơ thể đã ướt nhẹp, ngước theo hướng đôi giày thể thao chậm rãi nhìn lên, ông ta thấy Tiêu Chính Văn đang đứng dưới mưa. Lúc này, Hàn Lợi Dân thả dầm mưa để cầm ô che cho Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc đó, Kiều Cửu cho dù có ngốc đến mức nào cũng hiểu ra được. Tiêu Chính Văn ở trước mắt tuyệt đối không đơn giản chỉ là một con chó hoang. Có thể khiến thiếu tá Hàn Lợi Dân của sở chỉ huy quân đội Tu Hà làm hành động như vậy, nguyện dầm mưa để che ô cho, người đàn ông trước mắt này tuyệt đối có địa vị và thân phận cao hơn cả Hàn Lợi Dân. Không những thế, mà còn cao hơn rất nhiều. Lúc đó, Kiều Cửu nghĩ rất nhiều, nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta quỳ trên mặt đất, ôm giày của Tiêu Chính Văn, đập đầu xuống đất, nước mưa bắn tung tóe, cầu xin tha mạng cậu Tiêu, tôi sai rồi, Kiều Cửu tôi sai rồi. Tôi không nên sai người bắt con gái cậu, tôi chỉ là nghe lời xúi dục của kẻ khác nên mới làm như vậy, cậu Tiêu, cậu là người rộng lượng, cầu xin cậu khai ân, tha cho tôi, xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho kẻ hèn mọn này, tôi chỉ là một kẻ rẻ mạt, vô giá trị, cầu xin cậu Tiêu tha cho tôi, đừng bắt tôi chết. Khoảnh khắc đó, Kiều Cửu hoàn toàn kinh hãi. Những binh lính chiến đấu đứng đầy trong sân đủ để khiến ông ta kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn nhìn xuống Kiều Cửu đang quỳ trước mặt mình, lạnh lùng nói, kẻ dám ra tay với con gái tôi, ông là người thứ hai, người thứ nhất là nhà họ Kim, tuy nhiên, bọn chúng đã bị tôi diệt sạch rồi, ông cảm thấy, tôi có tha cho ông không? Kiều Cửu sửng sốt, toàn thân chấn động kịch liệt. Gì cơ? Nhà họ Kim, là nhà họ Kim, nhà họ Kim bị diệt lại là vì Tiêu Chính Văn. Bụp bụp bụp, gần như ngay lập tức, Kiều Cửu đập mạnh đầu xuống đất. Cầu xin tha mạng, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cầu xin cậu Tiêu tha mạng cho tôi, bụp. Nhưng ngay giây sau, Tiêu Chính Văn giơ chân lên, đá mạnh vào người Kiều Cửu khiến ông ta văng ra xa 4-5 mét, đập mạnh vào một cây cột gỗ khiến nó vỡ tung, Kiều Cửu nằm ngắc ngoải trên đất, miệng phun ra máu, ánh mắt lộ ra vẻ không tin, sau đó ông ta chết ngay tại chỗ. Một trong bốn ông hoàng của thế giới ngầm ở Tu Hà Kiều Cửu, một thế hệ oai hùng. Hô mưa gọi gió ở đất Tu Hà mấy chục năm, hôm nay đã bị tiêu diệt, hóa thành dĩ vãng và hư không. Sau đó, Tiêu Chính Văn nói với Hàn Lợi Dân ở bên cạnh, anh biết nên xử lý thế nào rồi đấy. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người rời đi, hướng thẳng đến bệnh viện. Lúc này, Hàn Lợi Dân lập tức gầm lên, dẫn tất cả bọn chúng về tra khảo thật kỹ. Lập tức tổ chức một buổi họp báo. Chúng ta cùng với đội thanh tra và đội chống khủng bố hợp lực lại quét sạch thế lực của Cửu Long Đường, Kiều Cửu vì phản kháng nên đã bị giết ngay tại chỗ. Gần nửa giờ sau, sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã tổ chức họp báo để đưa tin về vụ việc. Ngay lập tức đã gây náo động toàn bộ Tu Hà. Kiều Cửu bị bắn chết, Cửu Long Đường bị tiêu diệt. Người chấn động nhất chính là Chính Thiên Thái, lúc này ông ta đang ở trong tòa nhà tập đoàn Thiên Thái, khi nhìn thấy tin tức này. Sợ hãi đứng bật dậy, trán túa mồ hôi lạnh. Đây có vẻ là kiệt tác của cậu Tiêu. Một đối thủ vừa tầm đã từng giao đấu với ông ta nhiều năm như vậy đã bị tiêu diệt dưới tay Tiêu Chính Văn. Đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ. Trong khi Chính Thiên Thái đang sợ hãi toát mồ hôi lạnh, trong lòng cũng củng cố quyết tâm thề trung thành với Tiêu Chính Văn. Ông ta suy nghĩ một chút, lập tức bấm điện thoại cho trợ lý, hét lớn. Lập tức thông báo cho đường chủ của từng đường khẩu, tổ chức cuộc họp lớn ở công ty. Tôi muốn thảo luận về việc chuyển nhượng mô hình công ty, noi theo bước của doanh nghiệp Dương Quang. Về phía Tiêu Chính Văn, lúc này anh đã ở trong bệnh viện, ngồi bên cạnh Nana. Sau khi Khương Vi Nhan nghe tin, cô lập tức gác lại mọi công việc, vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Nana và Tiêu Chính Văn đang trêu đùa nhau trên giường,
trái tim đang lơ lửng của cô mới có thể hạ xuống. Nhìn thấy Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn nhận lỗi, đứng sang một bên, nói, anh xin lỗi, buổi chiều anh đưa Nana tới khu vui chơi đã xảy ra chút chuyện, Nana bị đám buôn người bắt mất, cũng may nhờ có sự giúp đỡ của đội thanh tra nên đã tìm được Nana, bốp. Khương Vi Nhan đột nhiên giơ tay lên, tát vào mặt Tiêu Chính Văn một cái, hai mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, cô nói, Tiêu Chính Văn. Nếu như Nana có mệnh hệ gì, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh. Tiêu Chính Văn ngây ra, hai má nóng bừng vì đau, nhưng anh không dám nói gì. Bởi vì chuyện này quả thực là lỗi của anh, là do anh quá bất cẩn. Nana nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị đánh, lập tức lao tới, đẩy Khương Vi Nhan ra, trừng mắt nhìn cô, tức giận hét lên, mẹ, mẹ xấu thế. Sao mẹ lại đánh bố, bố đã cứu Nana, dắt theo bao nhiêu chú binh lính, bố là anh hùng của Nana. Khương Vi Nhan ngây người ra, lùi về phía sau vài bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn Nana, hỏi ngược lại, chú binh lính gì? Không phải anh nói là đội thanh tra tìm thấy sao? Chương 156, vô cùng gấp rút. Tiêu Chính Văn lãnh đạm bế Nana lên, cười giải thích, trong mắt trẻ con, thanh tra cũng là chú binh lính, phải không Nana? Nana suy nghĩ một chút, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang nháy mắt với mình, lập tức gật đầu, nói, vâng ạ. Khương Vi Nhan nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục chất vấn. Sau nửa ngày, Nana đã ngủ say, Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi ở bên cạnh, đi tới gần anh, nhỏ giọng nói, xin lỗi anh, vừa nãy em kích động quá, anh, không sao chứ. Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhìn Khương Vi Nhan, tự sờ má mình, cười nói với Khương Vi Nhan, anh không sao, anh lại hy vọng ngày nào cũng được em đánh ấy chứ. Khương Vi Nhan liếc nhìn anh, hờn dỗi nói, dẻo mỏ. Sau đó, bầu không khí trầm xuống, dường như giữa hai người không còn chuyện gì để nói. Anh, em. Giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan gần như cùng lúc mở lời, sau đó Tiêu Chính Văn mỉm cười nhìn Khương Vi Nhan, nói, em nói trước đi. Khương Vi Nhan vén lọn tóc xóa bên tai, hơi lo lắng, hỏi, anh có chắc là đã giải quyết xong chuyện nhà họ Ninh không? Ba ngày sau là tới bữa tiệc Ninh Dương nhậm chức thiếu tá rồi, nếu như anh vẫn chưa nghĩ ra cách vậy thì mau chóng rời khỏi Thu Hà đi. Tiêu Chính Văn mỉm cười, nhìn Khương Vi Nhan đang lo lắng trước mặt, hỏi, em đang quan tâm anh sao? Nghe thấy câu này, Khương Vi Nhan hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, nói, ai thèm quan tâm anh chứ? Anh đừng có nằm mơ, em chỉ là lo cho Nana, bây giờ Nana quấn anh như vậy, nếu như anh xảy ra chuyện gì, Nana nhất định sẽ rất buồn. Tiêu Chính Văn, đồng ý với em được không, rời khỏi Tu Hà, như vậy nhà họ Ninh không thể nào làm gì anh được rồi. Tiêu Chính Văn mỉm cười, nhìn Nana đang ngủ say trên giường bệnh, nói, anh biết rồi, em yên tâm đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Khương Vi Nhan còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Chính Văn, cô không nói thêm nữa. Nếu như đến bước đường cùng, cô sẵn sàng cùng Tiêu Chính Văn gánh vác mọi chuyện. Một lúc sau, Long Nhất đột nhiên vội vàng đi vào phòng bệnh, anh ta nhìn về phía Tiêu Chính Văn, sau đó lại nhìn Khương Vi Nhan, hét lớn một tiếng, chị dâu. Khương Vi Nhan mỉm cười gật đầu, về thân phận của Long Nhất, Tiêu Chính Văn giải thích rằng anh ta và anh cùng là lính xuất ngũ, vì vậy Khương Vi Nhan không nghi ngờ gì. Tiêu Chính Văn đứng dậy, đi với Long Nhất ra bên ngoài hành lang bệnh viện, hỏi có chuyện gì thế? Long Nhất cung kính nói, chủ soái, vừa nãy tôi nhận được tin tức từ Long Các, muốn anh đi Long Kinh một chuyến, có chuyện cần bàn bạc, chuyện này vô cùng gấp rút, không thể chậm trễ. Tiêu Chính Văn cau mày, gật đầu nói, tôi biết rồi. Sau đó, anh quay trở lại phòng bệnh, nói với Khương Vi Nhan, Vi Nhan, bây giờ anh phải đi giải quyết chút việc, thời gian khoảng 2 ngày. Khương Vi Nhan hỏi, chuyện gì mà gấp thế? Tiêu Chính Văn mỉm cười, bước đến trước mặt Khương Vi Nhan, nắm lấy tay của cô, nói chút chuyện riêng ấy mà, em cứ yên tâm, 2 ngày sau anh sẽ quay lại. Khương Vi Nhan gật đầu, nói, vậy được, anh đi cẩn thận, em và Nana đợi anh quay về. Ừ, Tiêu Chính Văn gật đầu, cúi người hôn lên trán Nana rồi xoay người rời khỏi phòng. Anh lên một chiếc xe jeep quân sự đỗ ngoài bệnh viện, rời khỏi Tu Hà. Ngay khi Tiêu Chính Văn rời đi, Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần xuất hiện ở cửa bệnh viện, lúc này bọn họ bước xuống từ chiếc BMW. Từ Phân liếc nhìn chiếc xe jeep quân sự vừa rời đi,
vẻ mặt đầy khó hiểu nhíu mày, này, Khương Học Bác, anh nhìn chiếc xe quân sự kia đi, người vừa rồi bước lên đó có phải Tiêu Chính Văn không? Biển số của xe quân sự hình như là Long Quân 00001 thì phải. Khương Học Bác quay đầu nhìn chiếc xe quân sự đang dần khuất bóng, thuận miệng nói một câu, chắc là em nhìn nhầm rồi, mau đi thôi. Từ Phân cau mày, lẩm bẩm vài câu, cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm. Khi nhóm ba người đến phòng bệnh, nhìn thấy Khương Vi Nhan ở bên cạnh Nana, Từ Phân lạnh lùng hỏi, Vi Nhan. Tiêu Chính Văn đâu, sao có mỗi mình cô ở đây thế? Khương Vi Nhan đứng dậy, nói, mẹ, Tiêu Chính Văn vừa đi rồi, anh ấy có chút chuyện riêng, rời khỏi Tu Hà 2 ngày. Gì cơ, cậu ta rời khỏi Tu Hà rồi, còn đi 2 ngày. Từ Phân nghe thấy những lời này, lập tức bùng nổ, vỗ đùi hét lớn, Khương Vi Nhan à, Khương Vi Nhan. Cô có phải ngốc rồi không? Con chó hoang Tiêu Chính Văn đó thì có chuyện riêng gì được chứ? 3 ngày sau là tới bữa tiệc nhậm chức đại úy của Ninh Dương rồi, cậu ta liền bỏ mẹ con cô mà chạy mất. Nói 2 ngày chỉ là lời bao biện thôi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không quay về đâu. Câu này của Từ Phân lập tức khiến cho bầu không khí trong phòng trầm xuống. Khương Vi Nhan cũng sửng sốt, một chút nghi ngờ xẹt qua gương mặt cô, sau đó cô mỉm cười, nói, mẹ, không phải vậy đâu, con tin Tiêu Chính Văn, anh ấy nhất định là có chuyện riêng cần xử lý xong rồi sẽ quay về thôi, anh ấy sẽ không bỏ mặc 2 mẹ con con đâu. Trời à, não cô có nếp nhăn không vậy? Cậu ta nói gì thì là như thế à? Tiêu Chính Văn đó rốt cuộc đã cho bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi mà bây giờ cô lại bảo vệ cậu ta như vậy? Khương Vi Nhan, cô đừng quên, 5 năm trước, nếu không phải vì cậu ta bây giờ cô có thành bộ dạng này không? Cô đã sớm được làm vợ cậu chủ nhà giàu rồi. Từ Phân tức giận đùng đùng. Khương Học Bác cũng tối sầm mặt lại, hỏi cậu ta thật sự nói sẽ rời khỏi Tu Hà 2 ngày sao? Khương Vi Nhan gật đầu. Vốn dĩ cô rất tin tưởng Tiêu Chính Văn, nhưng bây giờ sau khi nghe xong những lời Từ Phân nói, trong lòng Khương Vi Nhan cũng cảm thấy có chút hoang mang do dự. Tiêu Chính Văn thật sự sẽ bỏ mặc cô và Nana sao? Anh thật sự chạy trốn rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt không kiên định của Khương Vi Nhan, Khương Học Bác thở dài nói, xong rồi. Nhà họ Ninh không tìm được Tiêu Chính Văn, sợ rằng sẽ trút giận lên người chúng ta. Hả? Vậy thì phải làm sao? Ninh Dương sẽ không cho người tới bắt chúng ta đấy chứ? Chồng, anh mau nghĩ cách đi, em sợ bị bắt lắm. Từ Phân lo lắng. Khương Học Bác sắc mặt nặng nề, nói chỉ còn cách đi cầu xin bố thôi, nếu như bố ra mặt, nhà họ Ninh cũng sẽ phải nể mặt nhà họ Khương chúng ta, giơ cao đánh khẽ, nhưng mà Khương Vi Nhan và Na Na chỉ sợ rằng lành ít dữ nhiều, Từ Phân lập tức hét lên, đã đến lúc này rồi. Anh còn quan tâm 2 người bọn chúng làm gì? Thằng xúc sinh Tiêu Chính Văn vứt bỏ 2 mẹ con nó bỏ chạy rồi, đó là do bọn nó đáng đời. Lúc đầu tôi đã nói rồi, con chó hoang Tiêu Chính Văn đó không đáng tin, lại cứ không tin cơ, cứ đòi đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với cậu ta. Giờ thì hay rồi, người chạy mất rồi, tự mình nhận trái đắng đi. Những lời Từ Phân nói như đâm nát tim gan. Lúc này trong lòng Khương Vi Nhan bắt đầu dao động. Cô lo lắng cho bản thân, lo lắng cho Nana. Tiêu Chính Văn, lẽ nào anh vứt bỏ 2 mẹ con em sao? Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Bịch bịch bịch, một đám binh lính có vũ trang xông tới, người đàn ông dẫn đầu lập tức hất tay, lạnh lùng nói, nhận lệnh của đại úy Ninh Dương, bắt hết tất cả bọn chúng lại cho tôi. Chương 157, Khương Vi Nhan và Nana bị đánh. Ngay lập tức, đám binh lính lao tới. Đẩy Từ Phân và Khương Học Bác ngã xuống đất. Khương Vi Nhan cũng không tránh khỏi, cô bị đè lên ghế sofa, trói 2 tay ra đằng sau. Ngay cả Nana đang ngủ trên giường bệnh cũng bị lôi đi một cách phũ phu. Khương Vi Nhan nhìn thấy vậy, phẫn nộ hét lớn, mấy người là ai? Làm gì thế? Thả con gái tôi ra, thả con bé ra. Nana bị lôi một cách thô bạo từ trên giường xuống, bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, kêu to, mẹ ơi! Nana sợ lắm, mấy người bỏ mẹ ra, Nana với mẹ đâu có làm chuyện xấu, hu hu hu, bố đâu rồi? Bố đi đâu mất rồi? Từ Phân cũng hoảng loạn, bị đám người này kéo lê dưới đất, đầu tóc rối bù, bà ta tức giận gầm lên, á á á. Rốt cuộc các người là ai? Chúng tôi đã phạm luật gì, sao có thể vô cớ bắt chúng tôi như vậy được? Cứu với, cứu mạng với,
Bốp! Tên lính dẫn đầu thẳng tay tát cho Từ Phân hộc máu mồm, lạnh lùng nói, câm miệng. Chúng tôi nhận lệnh của Đại úy Ninh Dương đến bắt các người. Dắt hết tất cả bọn họ đi. Vừa dứt lời, binh lính đã đẩy đám người Từ Phân ra khỏi phòng bệnh. Từ Phân sững sờ trước cái tát này, lập tức hét lên, Khương Vi Nhan. Cô nhìn xem, tất cả đều tại cô, đều tại Thiêu Chính Văn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhớ chúng ta bị lôi ra ngoài bắn chết thì sao? Càng khóc bà ta càng hoảng sợ, hai chân bà ta không thể bước tiếp được nữa. Khương Học Bác cũng bất lực, tức giận trừng mắt nhìn Khương Vi Nhan, quát bây giờ thì hay rồi, chúng tôi phải chịu tội chung với cô. Còn tên Tiêu Chính Văn đó thì chạy rồi. Lúc này, đầu óc Khương Vi Nhan ong ong, sau đó bị đám binh lính đẩy ra khỏi phòng bệnh. Gia đình năm người giống như những tù nhân bị áp giải đến nơi hành quyết, tất cả đều bị áp giải ra khỏi bệnh viện. Ngay lập tức, sự việc này đã khiến tất cả mọi người xung quanh xúm vào bàn tán. Đó không phải là Khương Vi Nhan nhà họ Khương sao? Bọn họ chọc phải ai mà lại bị bắt như vậy? Cô còn không biết à? Vì chồng của cô ta, Tiêu Chính Văn đã đắc tội với Đại úy Ninh Dương nhà họ Ninh, nghe nói là do phá hỏng đám cưới của Ninh Kỳ Nhi và thiếu gia nhà họ Tần ở tỉnh, sau này còn đánh Ninh Kỳ Nhi nữa. Để tôi xem, lần này bọn chúng còn dám ngông cuồng nữa không? Đáng thương quá, cô bé đó mới 4 tuổi nhỉ, như vậy mà đã phải đeo còng tay rồi. Một nhóm người bàn tán xôn xao, trong mắt bọn họ, Nana rất thắng thương, còn bé tí, hai bàn tay yếu ớt non nớt bị còng lại, vừa khóc hu hu vừa bị lôi ra ngoài bệnh viện. Lúc này, đám người Khương Vi Nhan bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang chiếu vào người bọn họ, Khương Vi Nhan thở dốc, bên tai tràn ngập tiếng mắng chửi của Từ Phân và Khương Thần, còn có tiếng khóc thét của Nana, cô nheo mắt lại, mái tóc lòa xòa trước mặt, lúc này, đột nhiên một chiếc xe Bentley xuất hiện trong tầm mắt, một người phụ nữ mặc váy đỏ, đội mũ chống nắng, đi đôi giày cao gót pha lê lạnh lùng bước xuống xe. Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng bước tới, giơ tay lên tát một cái vào mặt Khương Vi Nhan, khiến mặt cô lệch sang một bên, khóe miệng rớm máu. Con đàn bà chết tiệt, mày cũng có ngày hôm nay, Tiêu Chính Văn rời khỏi Tu Hà rồi, để tao xem ai có thể cứu mày. Tao nhất định sẽ phải giày vò mày thật đau đớn. Để mày biết rằng, đắc tội với Ninh Kỳ Nhi tao sẽ có kết cục như thế nào, nếu như Tiêu Chính Văn không quay lại thì mày chết thay anh ta đi. Ninh Kỳ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt hiện lên sự dữ tợn. Cô ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Cô ta nhất định phải đích thân giày vò Khương Vi Nhan. Để Tiêu Chính Văn hối hận cả đời. Khương Vi Nhan quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng, cô hất cằm lên, nói, Ninh Kỳ Nhi, cô muốn đối phó với tôi. Tôi không có gì oán trách, nhưng cô nếu như còn có chút lương tâm thì thả con gái và bố mẹ tôi ra. Đúng đúng đúng, tiểu thư Ninh, cầu xin cô tha cho chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này cả. Người cô muốn tìm là Tiêu Chính Văn, là Khương Vi Nhan mà, cầu xin cô tha cho chúng tôi với, tôi quỳ xuống cầu xin cô. Từ Phân không hề do dự quỳ dạp xuống đất, khóc lóc cầu xin. Khương Thần cũng quỳ xuống, nở nụ cười nịnh nọt. Nói tiểu thư Ninh, xin cô giơ cao đánh khẽ, đều là họa do tên Tiêu Chính Văn gây ra, thật sự không liên quan gì đến chúng tôi bị liên lụy, nhìn thấy Từ Phân và Khương Thần vẫy đuôi cầu xin, Khương Học Bác giận đùng đùng, phẫn nộ gầm lên, mấy người làm gì vậy? Đứng lên cho tôi, đứng lên, thật quá mất mặt, Khương Vi Nhan cũng không ngờ rằng, Từ Phân và Khương Thần lại nói ra những lời như vậy, trong lòng cảm thấy rất tổn thương. Còn Ninh Kỳ Nhi thì lạnh lùng cười nói, tha cho mấy người. Ha ha, không thể nào. Đến cả nhà họ Khương tôi cũng sẽ không tha cho. Tuy nhiên, nếu như Khương Vi Nhan cô cúi đầu, quỳ xuống cầu xin tôi tha cho, tôi sẽ suy nghĩ việc thả con gái và bố mẹ cô đi, cô thấy thế nào? Tư thế cao ngạo, khiêu khích và khinh thường, không coi ai ra gì. Khương Vi Nhan nhíu mày nhìn Nana đang khóc ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy không nhẫn tâm và rất đau khổ. Từ Phân và Khương Thần vội vàng mắng Khương Vi Nhan, Khương Vi Nhan. Cô còn ngây ra đấy làm gì? Mau quỳ xuống cầu xin tiểu thư Ninh tha thứ đi. Chúng tôi không thể bị bắt được. Chuyện này rõ ràng là do cô và Tiêu Chính Văn gây ra, không thể liên lụy đến chúng tôi được. Đối mặt với sự ép buộc của Khương Thần và Từ Phân, Khương Vi Nhan rơi nước mắt, ánh mắt vô cùng ấm ức nhìn Ninh Kỳ Nhi, sau đó hít sâu một hơi, nói, chỉ cần tôi quỳ xuống,
cô sẽ tha cho con gái và bố mẹ tôi đúng không? Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng nói, đúng vậy. Giây tiếp theo, Khương Vi Nhàn ấm ức quỳ xuống, cầu xin, tiểu thư Ninh, cầu xin cô tha cho con gái và bố mẹ của tôi, tất cả mọi hậu quả, để một mình tôi gánh vác. Ha ha ha! Ninh Kỳ Nhi phá lên cười, khuôn mặt u ám dữ tợn, chế nhạo nói, Khương Vi Nhàn à, không ngờ là cô ngây thơ như vậy đấy, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng chỉ cần cô quỳ xuống tôi sẽ tha cho con gái cô sao? Nực cười, nghe vậy, trái tim Khương Vi Nhàn đập thình thịch, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin được nhìn Ninh Kỳ Nhi, hỏi cô lừa tôi. Vậy rốt cuộc cô muốn như thế nào? Ninh Kỳ Nhi lại bước lên tát cho cô một cái, phẫn nộ nói cô không có tư cách chất vấn tôi. Người đâu, dắt tất cả bọn họ đi. Nói xong, Ninh Kỳ Nhi xoay người bước lên xe. Binh lính áp giải đám người Khương Vi Nhàn, đẩy bọn họ vào khoang xe phía sau. Bụp một tiếng. Khương Vi Nhàn đập đầu vào cửa xe, trên trán rớm máu, đầu óc choáng váng. Nhưng cô vẫn kiên quyết ngồi dậy, cố gắng hết sức bảo vệ Nana phía sau và hét vào mặt đám lính thô lỗ thả bọn tôi xuống. Thả bọn tôi xuống, chồng tôi quen biết với thiếu tá Hàn Lợi Dân của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, còn quen biết với tỷ phú Lý. Tuy nhiên, không ai quan tâm cô, thậm chí còn cho rằng cô rất nực cười. Nana nấp sau lưng Khương Vi Nhàn, nước mắt giàn giụa, cô bé sợ hãi, thút thít nói, mẹ ơi, mẹ chảy máu rồi, bọn họ định đưa chúng ta đi đâu, Nana sợ lắm, hu hu hu, Nana nhớ bố, bố đi đâu rồi. Khương Vi Nhàn vội vàng an ủi, Nana đừng sợ, bố sẽ về sớm thôi, bố sẽ cứu mẹ và Nana, Nana đừng sợ nhé, đến đây với mẹ nào. Nana bật khóc hu hu, nhào vào vòng tay của Khương Vi Nhàn. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó, một binh lính dùng cán súng đánh vào sau đầu của Khương Vi Nhàn. Bụp! Trong phút chốc, hai mắt Khương Vi Nhàn tối sầm lại, trên đầu bê bết máu, ngã rầm xuống. Lúc đó, Khương Vi Nhàn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nana bị đám người đó tàn bạo kéo đi, sau đó bọn chúng cũng dùng cán súng đập vào đầu Nana, máu tóe ra, sau đó cô bé ngất đi. Khương Vi Nhàn rơi nước mắt, cô muốn giãy giụa ngồi dậy, nhưng cơ thể cô không còn sức lực, chỉ đành nhỏ giọng thì thầm, Tiêu, Tiêu Chính Văn, anh có quay lại không cứu con gái chúng ta, sau đó, cô hoàn toàn ngất đi. Chương 158, ném chết con gái cô. Khi Khương Vi Nhàn tỉnh lại, đầu nặng trĩu, đầu và trán cô vẫn còn đau, cô vươn tay sờ vào thấy còn có vết máu. Cô khó khăn đứng dậy, trước mặt tối om. Một tia sáng len lỏi qua khe hở nhỏ trên tường, chiếu xuống đất. Nana, Nana, Khương Vi Nhàn lo lắng, căng thẳng, nhìn thấy Nana nằm trên mặt đất cách đó không xa, trên người cũng có một vết máu. Cô khó khăn đứng dậy, chạy đến, ôm lấy Nana đang nằm trên nền đất lạnh lẽo vào trong lòng. Khoảnh khắc đó, Khương Vi Nhàn nước mắt giàn giụa, tinh thần hoảng loạn chạm vào vết máu trên mặt Nana, đôi môi run rẩy hét lên, Nana, tỉnh lại đi. Là mẹ đây, Nana, Khương Vi Nhàn nghẹn ngào, nước mắt lăn dài từng giọt. Nếu như Nana xảy ra bất cứ chuyện gì thì cô cũng không muốn sống nữa. Khụ khụ, mẹ ơi, đầu Nana đau quá, đau quá. Nhờ có Khương Vi Nhàn liên tục gọi, Nana nằm trong vòng tay cô cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt không còn chút thần sắc nào, sắc mặt tái nhợt, giọng nói vô cùng yếu ớt, tựa như ngọn nến trước cơn gió. Giọt nước mắt lăn dài trên má Khương Vi Nhàn, cô ôm chặt lấy Nana, áp má vào mặt Nana, nghẹn ngào nói, Nana, có mẹ ở đây, Nana đừng sợ, ngoan nhé, chúng ta đợi bố đến cứu chúng ta, mẹ ơi, bố thật sự sẽ đến cứu chúng ta sao, Nana yếu ớt hỏi. Nhất định sẽ tới, Khương Vi Nhàn gật đầu mạnh, nói, bố đã từng hứa với chúng ta, sẽ bảo vệ chúng ta, bố đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Nana. Con phải kiên cường lên, đừng ngủ, mẹ hát cho con nghe nhé, được không? Dạ, vâng ạ, Nana gật đầu, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười. Trong nhà kho nhỏ u ám, Khương Vi Nhàn ôm chặt Nana, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Trời tối đen, những vì sao chiếu sáng, những chú côn trùng bay, bạn đang nhớ ai, sao trên trời đang khóc, hoa hồng dưới đất héo tàn, gió lạnh thổi. Chỉ cần có người ở bên, tiếng hát ra diết trong căn nhà kho âm u chưa đầy 10 mét vuông này nhẹ nhàng phiêu du. Lúc này, cửa sắt nhỏ của nhà kho đột nhiên bị mở ra. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng toàn bộ nhà kho,
vô cùng chói mắt. Khương Vi Nhan ôm chặt Nana, vội vàng đứng dậy, trốn vào trong góc nhìn ba bóng người ở cửa với vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này Ninh Kỳ Nhi lấy tay bịt mũi, dùng tay xua xua bầu không khí trước mặt, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ vào Khương Vi Nhan hét lớn, hai người các người, khiến cô ta mở mồm nói ra chỗ ở của Tiêu Chính Văn. Vâng, tiểu thư. Hai vệ sĩ mặc vest đen bình tĩnh bước vào, đi thẳng về phía Khương Vi Nhan với vẻ mặt lạnh tanh. Khương Vi Nhan hoảng loạn, ôm chặt Nana trong lòng, hét lớn, mấy người đừng qua đây, đừng qua đây. Thả con gái tôi ra, thả con bé ra, Nana, Nana, tuy nhiên, dù Khương Vi Nhan có la hét và vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng không giúp ích được gì. Một vệ sĩ đã tóm lấy Nana khỏi vòng tay của Khương Vi Nhan, sau đó đá vào bụng của cô, khiến cô đập mạnh lưng vào tường. Bụp một tiếng, Khương Vi Nhan đập mạnh lưng vào tường, cả người nghiêng về phía trước, ngã xuống dưới đất. Cú đá này khiến cả người Khương Vi Nhan đau nhói. Thả, thả con gái tôi ra, cầu xin các người, tha cho con gái tôi, Khương Vi Nhan quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin. Nana bị vệ sĩ ôm chặt trong lòng, lúc này đang dùng sức giãy giụa, cô bé đập vào cánh tay, vào mặt của tên vệ sĩ, khóc hù hù hét lớn, mấy người là người xấu, đừng có đánh mẹ cháu, đừng có đánh mẹ, bố cháu nhất định sẽ quay lại đánh mấy người thật đau đấy. Hù hù hù, mẹ ơi, Khương Vi Nhan ôm bụng, quỳ trên mặt đất, duỗi một tay ra, khó khăn nhìn Nana, nói, Nana đừng khóc, mẹ không sao, không sao. Lúc này, Ninh Kỳ Nhi giơ tay tát thẳng vào mặt Nana một cái, lạnh lùng nói, đồ con hoang, còn khóc nữa tao chôn sống mày. Nghe thấy câu này, Nana sợ hãi nín khóc, đôi mắt to của cô bé rưng rưng nước mắt. Khương Vi Nhan quỳ trên mặt đất, cầu xin Ninh Kỳ Nhi, tiểu thư Ninh, cầu xin cô, tha cho tôi và con gái tôi, cầu xin cô. Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng bước tới chỗ Khương Vi Nhan, nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ trước mặt cô, lạnh lùng nói, ha ha, tha cho các người, Khương Vi Nhan, cô đang đùa với tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho các người như vậy sao? Muốn tôi tha cho các người cũng được, nói cho tôi biết Tiêu Chính Văn đang ở đâu. Trong lòng Ninh Kỳ Nhi rất tức giận. Tiêu Chính Văn đã rời khỏi Tu Hà, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Đây là chạy trốn sao? Đúng là tên vô dụng, lại còn vứt bỏ cả vợ con để chạy trốn một mình. Khương Vi Nhan lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt xinh đẹp lúc này dính đầy bùn đất lẫn với nước mắt. Cô khóc nói, tôi không biết, tôi thật sự không biết Tiêu Chính Văn đi đâu. Cầu xin cô, tiểu thư Ninh, xin cô rộng lòng thương xót, tha cho tôi và con gái có được không? Chỉ cần cô tha cho chúng tôi và Nana sẽ lập tức rời khỏi Thu Hà, cả đời này cũng sẽ không về đây nữa, bốp. Ninh Kỳ Nhi tiến lên tát vào mặt Khương Vi Nhan, tức giận nói cô không biết sao. Khương Vi Nhan, cô coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi à? Tiêu Chính Văn đối với cô tốt như vậy, chẳng lẽ cô lại không biết chỗ ở của anh ta sao? Tốt lắm, xem ra cô rượu mời không thích uống lại thích uống rượu phạt. Nói xong, Ninh Kỳ Nhi xoay người, ra hiệu cho vệ sĩ nhấc Nana lên cao, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hét lớn với Khương Vi Nhan, Khương Vi Nhan, cô chỉ có một cơ hội, cô muốn con gái hay muốn bảo vệ con chó hoang Tiêu Chính Văn kia. Nếu như cô không nói cho tôi biết chỗ ở của Tiêu Chính Văn, bây giờ tôi sẽ bảo anh ta ném chết con gái cô. Chuyện thuộc sở hữu của Riot Me Android và Finovel iOS. Đừng mà, tôi cầu xin cô, tiểu thư Ninh. Tôi thật sự không biết Tiêu Chính Văn đi đâu, đừng ném con gái tôi, đừng mà. Trái tim Khương Vi Nhan như sắp nổ tung, một bên là con gái ruột của mình, một bên là Tiêu Chính Văn, cô không thể nào lựa chọn, căn bản không thể nào lựa chọn. Hu hu hu, mẹ ơi, Nana sợ lắm, Nana sợ lắm, bố có tới cứu chúng ta không? Bố ơi, bây giờ bố ở đâu, Nana sợ lắm, hu hu hu, Nana bị tên vệ sĩ nhấc lên không trung. Tiếng khóc càng lúc càng yếu ớt. Ninh Kỳ Nhi tối sầm mặt lại, nói, vậy là cô không cần con gái nữa đúng không? A thất, ném chết đứa con hoang này đi cho tôi. Tôi muốn con đàn bà chết tiệt này phải hối hận cả đời vì sự lựa chọn ngày hôm nay của mình. Cô ta vừa ra lệnh, vệ sĩ sau lưng Ninh Kỳ Nhi sắc mặt vô cảm, chuẩn bị ném Nana xuống đất. Lúc đó, Khương Vi Nhan quỳ trên mặt đất, hai mắt mở to. Vẻ mặt kinh hãi nhìn tên vệ sĩ độc ác chuẩn bị ném Nana xuống đất. Nana! Khương Vi Nhan hét lên trong tuyệt vọng.
Chương 159, phong tỏa tập đoàn Thiên Thái. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa, trầm giọng nói, đủ rồi. Ninh Dương bước vào, lạnh lùng liếc nhìn Ninh Kỳ Nhi, sau đó nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ trên mặt đất. Ninh Kỳ Nhi nhíu mày, nhìn Ninh Dương với ánh mắt không hài lòng, nói anh, không phải anh nói để cho em xử lý bọn chúng sao? Ninh Dương nói, anh đồng ý với em, đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ anh vẫn chưa nhậm chức thiếu tá, nếu như xảy ra bất kỳ chuyện gì, Hàn Lợi Dân đều có thể tới bắt anh. Hiểu không? Ninh Kỳ Nhi bất mãn, tức giận trợn mắt liếc nhìn Khương Vi Nhan, trầm giọng nói, xem như cái mạng của con gái cô lớn. Nói xong, Ninh Kỳ Nhi xoay người rời khỏi nhà kho nhỏ. Ninh Dương ở lại, nhìn Khương Vi Nhan lúc này đang sợ hãi ôm chặt Nana vào trong lòng, nói cô chỉ có thời gian 2 ngày để suy nghĩ, nói ra tung tích của Tiêu Chính Văn, nếu không, trong bữa tiệc nhậm chức thiếu tá của tôi, cô và con gái cô sẽ trở thành vật đấu giá, gửi ra nước ngoài, trở thành nô lệ, cô hiểu không? Khương Vi Nhan cắn chặt môi đến bật cả máu, ánh mắt tức giận và căm phẫn nhìn chằm chằm Ninh Dương, nói, đại úy Ninh Dương, dù cho anh hỏi tôi câu này 100 lần. Tôi cũng sẽ nói tôi không biết Tiêu Chính Văn đang ở đâu. Ninh Dương cười lạnh lùng, nói tốt lắm, hy vọng 2 ngày sau cô vẫn nói được những lời như vậy. Nói xong, Ninh Dương xoay người rời đi, cửa sắt nhà kho đóng lại vang lên một tiếng ầm vang. Nana, Nana, không sao rồi, nhìn mẹ đi được không con, Khương Vi Nhan lo lắng vuốt ve gò má nhỏ của Nana, phát hiện khuôn mặt của cô bé nóng bừng bừng. Nana yếu ớt mở mắt, giọng nói cũng rất nhỏ bé, mẹ ơi, đầu Nana đau quá, Nana mệt quá, lúc nào bố mới đến cứu chúng ta về vậy, Khương Vi Nhan ôm chặt Nana, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào nói, sẽ tới. Bố nhất định sẽ tới, bố đã đồng ý với chúng ta rồi, còn ở bên này. Sau khi gia đình Khương Vi Nhan bị Ninh Kỳ Nhi bắt đi, Tu Hà còn xảy ra thêm vài chuyện. Bảo vệ riêng của Ninh Dương với 5 chiếc xe jeep quân sự dừng lại một cách tàn bạo trước cửa của tập đoàn Thiên Thái. Những binh lính mặc đồng phục, được trang bị vũ khí đầy đủ, nhanh chóng nhảy xuống xe, phong tỏa tất cả các lối ra vào của tập đoàn Thiên Thái. Đội trưởng cấp bậc thiếu úy Sở Ủng bước vào sảnh trước của tập đoàn Thiên Thái, trên má có một vết sẹo sâu, trông rất hung ác và dữ tợn. Bảo Trịnh Thiên Thái cút xuống đây, thiếu úy đó lạnh lùng hét lớn. Các cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy binh lính đột nhiên xông vào bị dọa cho sợ mất mật, vội vàng bấm điện thoại lên phòng họp. Trịnh Thiên Thái đang trong cuộc họp chuyển đổi mô hình công ty với các đường chủ dưới trướng, lúc này ông ta nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân liền kinh ngạc nhíu mày. Sao thế, Thiên gia, sao sắc mặt khó coi vậy, một người anh em nhìn thấy sắc mặt Trịnh Thiên Thái rất tệ liền hỏi. Trịnh Thiên Thái cau mày, gần như ngay sau đó, ông ta nói với đám người này. Mấy người lập tức rời khỏi tòa nhà này, tìm mọi cơ hội để rời khỏi đây. Nhớ kỹ, nhất định phải đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà tìm thiếu tá Hàn Lợi Dân, nói rằng anh Tiêu và vợ anh ấy xảy ra chuyện lớn rồi. Bảo anh ta nhất định phải tới ứng cứu. Những đường chủ này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nhìn thấy Trịnh Thiên Thái đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Tuy nhiên, bọn họ đều là những anh em trung thành dưới trướng Trịnh Thiên Thái, có những lời không cần nói nhưng đã lập tức hiểu được. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng họp. Trịnh Thiên Thái đưa theo trợ lý vội vàng đến sảnh trước, nhìn thấy vị đội trưởng đã đứng đó đợi một lúc lâu, lập tức cúi đầu cười nói, trưởng quan, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Thiếu úy lạnh lùng nhìn Trịnh Thiên Thái đi tới, giơ chân lên, đá vào ngực ông ta, khiến ông ta bay ra ngoài, đập mạnh vào bàn trà bên cạnh quầy lễ tân, khiến bàn trà vỡ thành nhiều mảnh. Trong phút chốc, tất cả nhân viên ở sảnh trước đều hoảng sợ. Thiên gia bị đánh rồi. Theo lệnh của đại uy Ninh Dương, bắt hết tất cả bọn họ lại. Không được phép thả bất kỳ ai đi, thiếu úy đó hét lớn. Ngay sau đó, từng đội binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ lao vào, nhanh chóng giành quyền kiểm soát toàn bộ tòa nhà. Mặt mày Trịnh Thiên Thái u ám, muốn bỏ dậy nhưng lại bị một binh lính dí súng vào đầu. Trịnh Thiên Thái cau mày, nhìn thiếu úy đang bước từng bước về phía mình, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nói, trưởng quan, có phải có hiểu nhầm gì rồi không? Tôi không có xung đột gì với đại úy Ninh Dương. Nếu như tôi có chỗ nào không cẩn thận đắc tội với đại úy, mong trưởng quan nhắc nhở, tôi nhất định sẽ mang quà tới tận cửa xin lỗi. Thiếu úy đó lạnh lùng nhìn Trịnh Thiên Thái, sau đó đạp lên đầu ông ta,
khiến cả khuôn mặt ông ta áp sát vào tấm kính vỡ của bàn trà ở trên mặt đất. Ngay lập tức, mảnh kính vỡ đâm thẳng vào da thịt trên mặt của Trịnh Thiên Thái khiến ông ta đau đớn vô cùng, cả người co quắp lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Tuy nhiên, Trịnh Thiên Thái không kêu lên một tiếng nào. Thiếu úy đó cười khẩy, nói cứng đầu lắm, tôi thích sự cứng đầu của ông đấy. Trịnh Thiên Thái, tôi biết ông là người giỏi nhất của thế giới ngầm ở Tu Hà. Tuy nhiên, hôm nay, ở trước mặt tôi, ông chỉ là một đống rác rưởi, là một kẻ vô dụng. Tôi muốn giết ông thì chỉ cần một phát súng là xong. Trưởng quan, tôi thật sự không biết mình đã đắc tội gì với đại úy Ninh Dương. Xin trưởng quan nhắc nhở, Trịnh Thiên Thái quỳ trên mặt đất, máu me đầy mặt nhưng ông ta vẫn cố nặn ra một nụ cười, hỏi câu này. Thiếu úy đó thả lỏng chân, dựng thẳng mũ chiến của mình lên, lạnh lùng nói, ông không đắc tội với đại úy Ninh Dương, chỉ là đại úy Ninh Dương muốn thêm chút màu sắc cho bữa tiệc nhậm chức của mình thôi. Ồ, đúng rồi. Nghe nói ông còn quen biết với Tiêu Chính Văn, đấy là cái sai lớn nhất của ông, đại úy Ninh Dương muốn tiêu diệt Tiêu Chính Văn, vậy thì đương nhiên những người có quan hệ với anh ta đều sẽ bị liên lụy, muốn trách thì phải tự trách bản thân ông ấy, vì sao lại quen biết với con chó hoang đó chứ? Trước khi xuống đây Trịnh Thiên Thái đã mơ hồ đoán được, lúc này ông ta lập tức phủ nhận, trưởng quan, tôi thề với trời, tôi và Tiêu Chính Văn không có bất kỳ quan hệ gì. Thiếu úy đó cười khẩy. Dùng báng súng đập vào trán Trịnh Thiên Thái một cái, quát nhiều lời thế làm gì. Bắt hết bọn chúng đi. Trong tích tắc, binh lính bắt đầu kiểm soát tòa nhà và các đại sảnh, các đường chủ muốn chạy trốn cũng bị bắt lại, ném trên mặt đất. Trịnh Thiên Thái nhìn thấy bọn họ bị bắt lại, trong lòng rất lo lắng, nhỏ giọng hỏi, sao mấy người cũng bị bắt rồi. Các đường chủ đó nói, thiên gia, không có cách nào cả, tất cả lối ra vào đều có binh lính canh giữ. Không thể nào ra ngoài được. Xong rồi, lần này xong thật rồi, Trịnh Thiên Thái rất lo lắng, không có ai thoát ra thì sẽ không có ai truyền tin được. Nhưng mà thiên gia yên tâm, một đàn em đi theo tôi, kỹ năng rất lợi hại, cậu ấy có lẽ đã trốn thoát ra ngoài rồi, một đường chủ trong số đó ngồi khom lưng ôm đầu, nhỏ giọng nói. Trịnh Thiên Thái lập tức căng thẳng, nói, hy vọng là như vậy. Lúc này, hai binh lính chạy tới. Vừa hành lễ vừa hét lớn, trưởng quan, một tên bỏ chạy. Gì cơ, một tên bỏ chạy, mấy người làm cái gì vậy, thiếu úy đó trừng mắt phẫn nộ, hét lớn, còn ngây ra đấy làm gì, không mau đuổi theo. Nhất định phải bắt về cho tôi. Sau đó, hắn quay đầu liếc nhìn đám người đang ngồi xổm trước mặt, hắn đi tới đạp cho bọn họ vài cái, gầm lên một tiếng, nói cho tôi biết, kẻ vừa chạy thoát là ai. Là ai, tuy nhiên, đám người này rất cứng rắn. Hoặc là nói không biết, hoặc là ngậm miệng như hến không chịu nói. Chương 160, xảy ra chuyện rồi. Cùng lúc đó, một nam thanh niên chân phải bê bết máu chạy ra từ nhà vệ sinh trên tầng 2 của tòa nhà, sau đó rơi thẳng xuống bồn hoa bên dưới. Sau đó, anh ta cố gắng đứng dậy, cố nén vết thương do súng bắn ở chân phải của mình, liều mạng bỏ chạy. Trên tầng 2, những binh lính đang đuổi theo đứng ở cửa sổ. Giận dữ hét lớn, không được chạy, mau đuổi theo. Băng băng băng. Một vài tiếng súng vang lên, nhưng thanh niên đó đã biến mất khỏi tầm ngắm của các binh lính. Thanh niên đó chạy đến đường lớn, thuê một chiếc taxi, anh ta lên xe, vẻ mặt đau đớn, hét lên, nhanh, mau đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Tài xế nhìn thấy chân phải của thanh niên đó chảy máu, lo lắng nói, hay là đưa cậu tới bệnh viện trước. Nam thanh niên đó lạnh lùng nói, không cần. Cứ đi thẳng tới sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Tài xế cũng đành bất lực. Nửa tiếng sau, thanh niên đó xuống xe ở lối vào sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Sở chỉ huy quân đội Tu Hà rất hoành tráng, các tốp binh lính tuần tra canh giữ khắp nơi. Anh ta lê cái chân phải đầy máu của mình đến cổng điện tử, binh lính gác cổng lập tức chĩa súng vào người anh ta, hét lớn, ai? Lùi lại, Phùng Hạo lập tức giơ hai tay lên đỉnh đầu, quỳ ở cửa. Hét lớn, tôi muốn gặp trưởng quan của các người, trưởng quan lớn nhất, thiếu tá Hàn Lợi Dân. Binh lính đó bước tới, dùng tay ấn mạnh người Phùng Hạo xuống đất. Phùng Hạo không phản kháng, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển hét lớn, tôi muốn gặp thiếu tá Hàn. Có việc vô cùng cấp bách, tôi nhất định phải gặp thiếu tá Hàn. Tuy nhiên, binh lính lại kéo Phùng Hạo lên, lạnh lùng nói, đưa anh ta đi tới trạm y tế xử lý vết thương trước. Phùng Hạo lo lắng. Chật vật hét lên, tôi không đi,
tôi phải gặp thiếu tá Hàn, có chuyện vô cùng cấp bách nhất định phải nói cho thiếu tá Hàn biết. Để tôi gặp thiếu tá Hàn. Binh lính dẫn đầu lạnh lùng quát, quá quát, thiếu tá Hàn là người mà anh nói gặp là gặp được à? Đưa anh ta đến đó chữa trị vết thương, sau đó bố trí một vài người thẩm vấn, thả tôi ra, tôi phải gặp thiếu tá Hàn. Việc vô cùng cấp bách. Phùng Hạo tuyệt vọng hét lên, nhưng hoàn toàn vô ích, anh ta được đưa thẳng đến phòng y tế. Hả, anh ta bị gì thế này? Hình như vết thương trên chân là do súng bắn, một binh lính cau mày hỏi, nhìn Phùng Hạo đã đi xa. Một binh lính khác trả lời, ai biết được, có thể là cơn thịnh nộ của thế lực ngầm, còn muốn gặp thiếu tá Hàn, đúng là đầu óc có vấn đề, chuyện này không nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng ta, người của đội thanh tra sẽ tự đi điều tra, bây giờ cậu chỉ cần gọi cho đội thanh tra, bảo bọn họ cử người qua đây thẩm vấn. Nửa tiếng sau, Phùng Hạo đã được xử lý vết thương ở chân phải, lúc này anh ta bị còng hai tay, ngồi trong phòng thẩm vấn, ánh sáng mạnh chiếu vào mặt khiến anh ta không thể nào mở mắt. Hai binh lính mặc quân phục ngồi trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phùng Hạo, hét lớn, anh tên là gì? Phùng Hạo, Phùng Hạo đáp. Vì sao lại xông vào sở chỉ huy quân đội của chúng tôi? Anh có biết là anh xông vào sở chỉ huy bất hợp pháp, chúng tôi có quyền trực tiếp bắn chết anh không? Một binh lính lạnh lùng nói. Phùng Hạo vội vàng nói, trưởng quan, xảy ra chuyện rồi, chuyện vô cùng cấp bách. Tôi cần phải gặp thiếu tá Hàn. Thật đấy. Cầu xin các anh, mau cho tôi gặp thiếu tá Hàn, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Bộp, binh lính đập mạnh xuống bàn, chỉ vào Phùng Hạo hét lớn, Phùng Hạo. Tôi nói cho anh biết, đây là phòng thẩm vấn của sở chỉ huy quân đội Thu Hà, anh đừng có lằng nhằng, càng không được phép la hét om sòm. Giải thích rõ mọi chuyện cho tôi, vết súng bắn trên chân anh đã nói rõ vấn đề rồi. Còn muốn gặp thiếu tá Hàn? Anh cho rằng ai cũng có thể gặp được thiếu tá Hàn sao? Trước khi người của đội thanh tra đến, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi, nếu không thì anh tự làm tự chịu đấy. Ở đây chúng tôi không phải đội thanh tra, không có nhiều quy tắc, anh có hiểu không? Lòng Phùng Hạo nóng như lửa đốt, nói tôi hiểu, nhưng tôi thật sự phải gặp thiếu tá Hàn, thật sự có chuyện vô cùng gấp. Nếu như anh thật sự có chuyện vô cùng gấp cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo cáo cho thiếu tá Hàn, binh lính lạnh lùng nói. Phùng Hạo gãi đầu, lúc chạy ra ngoài, thiên gia đã nói, nhất định phải gặp được thiếu tá Hàn rồi mới được nói. Vì vậy, anh ta nghĩ một lúc, yếu ớt nói, vậy tôi không gặp thiếu tá Hàn nữa, mấy người thả tôi ra đi. Thả anh ra ngoài, anh coi sở chỉ huy quân đội Tu Hà là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à, binh lính đó tức giận, phẫn nộ đập mạnh xuống bàn, chén trà trên bàn rung lắc dữ dội. Phùng Hạo lo lắng, đột nhiên đứng dậy hét lớn, tôi không phạm pháp, cũng chẳng làm chuyện xấu gì. Các anh dựa vào đâu vào không thả tôi ra, bây giờ tôi muốn ra ngoài, vừa nãy tôi chỉ là mộng du thôi. Các anh mau thả tôi ra, Phùng Hạo, ngồi xuống cho tôi, ngồi xuống. Binh lính đó tức giận, đi tới chân áp Phùng Hạo, đè anh ta ngồi xuống ghế. Anh còn không phạm pháp nữa sao? Vết súng trên chân anh là do ai bắn? Bên trong chuyện này nhất định có ẩn tình, tốt nhất hôm nay anh lên thành thật khai báo cho chúng tôi. Nếu không thì chúng tôi không thể nào thả anh ra được. Phùng Hạo bất lực, cũng rất lo lắng, bị ép ngồi xuống, ngậm chặt miệng không nói gì. Hai binh lính cau mày, nhìn nhau, nói, Phùng Hạo, mau thành thật khai báo rõ ràng. Phùng Hạo nói, tôi chẳng có gì để khai cả, tôi chỉ là đi nhầm chỗ thôi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Hai thanh tra bước vào. Hai binh lính đứng dậy, cười nói, hai người đến thật tốt, anh ta cứng đầu lắm, không chịu nói gì cả, lằng nhằng nãy giờ, chúng tôi không hiểu quy tắc thẩm vấn, giao cho hai người đấy. Hai thanh tra cũng cười nói, hai anh vất vả rồi, tiếp theo cứ để chúng tôi giải quyết là được. Nói xong, hai binh lính nhìn về phía Phùng Hạo, nói, Phùng Hạo, người của đội thanh tra tới rồi, khai báo rõ ràng mọi chuyện đi. Nói xong. Hai người bước ra khỏi phòng thẩm vấn, hai thanh tra ngồi xuống, bắt đầu dở sổ ghi chép ra. Một người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn, khuôn mặt chữ điền, mày kiếm mắt sao, cầm một bình nước giữ ấm trong tay, ho khẽ hai tiếng rồi nói với nữ thanh tra đang thực tập ở bên cạnh, Như Yên, ghi lại mọi thứ. Sau đó, ông ta quay đầu nhìn Phùng Hạo, cầm bình nước lên, thổi hơi nóng rồi bình thản uống hai ngụm,
dường như không hề nôn nóng một chút nào. Phùng Hạo thì rất lo lắng, nói ông có thể nhanh lên chút được không? Muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi còn có việc. Thanh tra trung niên cười hỏi, nghe bọn họ nói, cậu ầm ĩ đòi gặp thiếu tá Hàn. Phùng Hạo ngây ra, anh ta đảo mắt, nói, không có, là do tôi nói linh tinh thôi. Thanh tra trung niên đứng dậy, nói với nữ thanh tra bên cạnh, được rồi, Như Yên, hỏi xong rồi, chúng ta đi trước, nhốt cậu ta ở đây vài ngày. Phùng Hạo sửng sốt, anh ta lo lắng, nhìn về phía thanh tra trung niên sắp đi ra ngoài, hét lớn, này này, mấy người như vậy là hỏi xong rồi sao, này, tôi muốn gặp thiếu tá Hàn, tôi thật sự muốn gặp thiếu tá Hàn. Phùng Hạo cũng sốt ruột, nếu như bị nhốt ở đây vài ngày, vậy sẽ không thể truyền tin cho thiên gia được rồi. Thanh tra trung niên đó mỉm cười, lại ngồi xuống, nói đi, vì sao muốn gặp thiếu tá Hàn. Phùng Hạo bất lực, đành kể hết mọi chuyện cho bọn họ nghe. Thanh tra trung niên nghe xong, ông ta méo mặt, liên tục xác nhận, cậu chắc chắn cậu là do Trịnh Thiên Thái bảo tới không? Đại úy Ninh Dương cho người phong tỏa tập đoàn Thiên Thái rồi à? Anh Tiêu và vợ anh ấy có khả năng xảy ra chuyện sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.